tháng giêng năm Mậu Tuất. Chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo Pháp hội Quan Âm Tam Thời Niệm Pháp Sự Toàn Tập. Hôm nay là tập thứ 5. Ở trong văn kinh thì chúng ta thấy là Đức Phật tiếp tục bảo với Bồ Tát Vô Tận Ý như thế này: nếu ở trong cõi đời khắp Tam Thiên Đại Thiên đầy rẫy những oán tặc, có người chủ lái buôn cùng với người buôn khác đem theo nhiều của báu đi qua đường hiểm trở, trong đó nếu có người biết đề xướng lên rằng: này các thiện nam tử, đừng chớ nên sợ hãi, các ông phải mau mau dốc một lòng trì niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát Maha Tát, vì Đại Bồ Tát ấy hay dùng phép vô ý ban cho khắp chúng sinh xa lìa mọi sợ hãi, các ông ngay bây giờ niệm được danh hiệu Ngài thì sẽ mau thoát được những oán tặc nêu trên. Ở đây Đức Phật giới thiệu với Bồ Tát Vô Tận Ý và chúng ta ở thời mạt pháp này rằng, nếu ở đời sau này ở khắp trong Tam Thiên Đại Thiên thế giới này có đầy rẫy những oán tặc. Đầy rẫy những oán tặc ở đây là chỉ cho ví dụ như giặc cướp này, thậm chí là thú dữ này, và rắn rết, vân vân. Nói chung là tất cả những cái sự vật hiện tượng có thể làm hại đến chúng ta trên cái quãng đường nhất định đi đâu đó. Ở đây Đức Phật giới thiệu này, nói là người chủ lái buôn cùng với những người buôn khác đi qua cái đoạn đường hiểm trở, đem theo rất nhiều của báu mà sợ gì? Sợ giặc cướp hay là sợ gì? Sợ có thể là gặp bão tố hoặc là gặp tuyết lở vân vân chẳng hạn. Cái ngày xưa thì chúng ta biết là những đoàn đi thương buôn, nếu mà đi ở buôn ở đường trên cạn đó, thì ở Ấn Độ nếu mà đi sang Trung Quốc hoặc Trung Quốc sang Ấn Độ vân vân đó, hoặc là Ấn Độ sang các nước khác, thì phần lớn là phải đi qua rừng núi hiểm trở và sa mạc, đặc biệt là cái sa mạc Gobi. Nếu đi từ Trung Quốc sang Ấn Độ hoặc từ Ấn Độ sang Trung Quốc là phải qua một cái sa mạc rộng lớn như vậy, đó là sa mạc Gobi. Vì ngày xưa thì chúng ta biết là giữa Trung Quốc với Ấn Độ với các nước ở bên phía Tây Á đó, thì chúng ta thấy là họ có một con đường, đó là con đường tơ lụa, họ gọi là con đường tơ lụa, nối liền các nước lại với nhau ở trên đất liền cái giữa cái biên giới rộng lớn giữa Trung Quốc, Ấn Độ và các nước khu vực Tây Á đó. Cho nên các đoàn thương buôn đi như vậy thì thường là phải trải qua cái thời gian đi rất là dài, rất nguy hiểm. Đức Phật bảo với Bồ Tát Vô Tận Ý rằng, nếu có những cái đoàn thương buôn như thế, trên mình đem theo nhiều của báu như thế, đi qua đường hiểm trở như thế, nếu mà sợ sệt, đây gọi là sinh cái lòng sợ sệt, tự nhiên cứ sinh cái lòng sợ sệt đó, thì nhất tâm trì niệm Quán Thế Âm Bồ Tát. Nếu niệm được danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát đó, thì được Bồ Tát gì? Ngài dùng cái phép gì? Vô ý. Vô ý mà ban cho. Thì khi mà được Bồ Tát ban cho cái phép vô ý rồi ấy, thì tất cả những người ở trong đoàn thương buôn đó không còn sợ sệt nữa, không cảm thấy bị sợ sệt nữa. Chúng ta có ai đã từng đi qua cái đoạn đường hiểm trở nào mà chúng ta cảm thấy sợ chứ? Nếu chúng ta đã từng ai mà có ai mà đã từng đi qua cái đoạn đường nào, hoặc là ai sợ ma chẳng hạn tôi nói ai sợ ma, đêm đi một mình mặc dù chưa thấy ma bao giờ, nhưng đêm đi một mình để trên đoạn đường vắng thì chúng ta có hai cái sợ. Đã sợ ma rồi để mà đi trên đoạn đường vắng một mình nữa thì lại càng sợ nữa. Thứ nhất là sợ ma, thứ hai là sợ gì? Những kẻ bất lương, tức là những kẻ cướp, kẻ hoặc là nó nghiện ngập, nó rình rập những người qua đường nữa, vân vân chẳng hạn. Thì tự nhiên là chúng ta cảm thấy cái tóc gáy nó cứ dựng ngược lên,
lông tóc cứ dựng đứng cả lên, và tự nhiên ở đâu nó cái cơn sợ nó ùa đến, tim thì đập nhanh hơn. Và chỉ cần nghe cái tiếng gì xoạt ở trong rừng thôi, cái con ếch, con nhái hay là con gì nó con chim nó bay thôi mà cái chúng ta thì tưởng tượng ra ngay đó là có một cái gì đấy. Đấy, đấy gọi là nỗi sợ tự nhiên ở trong trong lòng á, ở trong tâm á, nó khởi ra. Như vậy á, thì chỉ có gì nhất tâm trì niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát mà được ngài quán xét thấy tiếng niệm của người đó. Khi mà chúng ta nhất tâm niệm thì sẽ cảm được Quán Thế Âm Bồ Tát, và được Quán Thế Âm Bồ Tát dùng cái phép vô úy để ban cho, thì người đó không còn sợ nữa. Ở trong nhà Phật ấy, chúng ta thấy có ba loại thí. Thí có ba loại bố thí, đó là gì? Tài thí, pháp thí và vô úy thí. À, trong nhà Phật ấy, có ba loại bố thí. Tài thí là phân rồi, phải chia thành hai, đó là nội tài và ngoại tài thí. Nội tài là gì? Là chỉ cho thí bằng gì ạ? Bằng ví dụ chúng ta đi hiến máu nhân đạo chẳng hạn, đó gọi là nội tài thí. Mà thậm chí là chúng ta có thể đi cắt một chút da của chúng ta, hoặc là cắt một quả thận hay một cái phần nào cơ thể chúng ta để hiến tặng cho một người khác chẳng hạn, thì đó gọi là nội tài thí. Như Đức Phật ngày xưa khi hành Bồ Tát Đạo, ngài gì? Thí cả thân mạng của mình không hối tiếc. Như là trong kinh này gọi là kinh gì nhỉ, lâu lâu không nhớ, kinh gì mà có kể câu chuyện mà ngài bố thí cái tấm thân của mình cho hổ đói, cho mẹ con hổ đói. Ngày xưa giảng kinh này tự nhiên nhất thời là quên mất cái đầu đề của kinh. Ngày xưa đi ăn cư chùa thầy tôi có giảng cái kinh này. Đó, Đức Phật ấy, bố thí cả thân mạng của mình cho mẹ con hổ, cứu mẹ con hổ. Rồi ấy, bố thí cả thân mạng, cắt từng miếng thịt trên bắp đùi của mình ấy, để nuôi con chim gì, con chim cáp, để cứu con chim sẻ. Nuôi con chim cáp để cứu con chim sẻ. Đó, trong cái kinh đó thì có dẫn dụ những cái sự việc bố thí, nội tài thí, tức là thí cả thân mạng của mình không hối tiếc của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta khi còn hành Bồ Tát Đạo. Ngoại tài thí tức là đem tiền tài của cải, vàng bạc châu báu ở ngoài thân chúng ta làm ra, dùng mồ hôi công sức trí tuệ để làm ra, nhưng mà chúng ta không khởi lòng tham để giữ, cất giữ nó cho riêng bản thân mình, mà đem bố thí cho những người nghèo khổ, cô đơn, bệnh tật, không nơi nương tựa, vân vân, thì đó gọi là gì? Gọi là ngoại tài thí. Tài thí, pháp thí, thứ hai là pháp thí. Pháp thí tức là đem giáo pháp của Đức Phật dạy bảo để truyền bá cho người khác nghe. Chúng ta đem giáo pháp của Đức Phật để khuyên người gì? Học Phật chẳng hạn. Khuyên người học Phật, đem giáo pháp của Đức Phật để khuyên người học Phật. Đem kinh, đem sách để tặng cho họ. Đem kinh sách, đem băng đĩa giảng hay là đài giảng để gì? Để tặng cho những người không có điều kiện để có tiền mua kinh thỉnh giảng, mua kinh sách, băng đĩa giảng hoặc là đài nghe pháp vân vân đó, máy niệm Phật vân vân đó. Chúng ta có điều kiện chúng ta đem thỉnh và bố thí cho những người ấy, đó gọi là gì? Pháp thí. Công đức của pháp thí rất lớn. Công đức của pháp thí thì sẽ khiến cho người đó đời đời sinh ra sẽ có những quyến thuộc tốt. Người đó sinh ra ở bất cứ chỗ nào thường có những quyến thuộc tốt, thường là ở trong gì? Trong một cái nếu là con gái thường sinh ra ở trong một gia đình gì tốt đẹp, hoặc là khi lớn lên thì lấy được gì? Được người chồng là yêu thương, cuộc sống gia đình là sung túc, quyến thuộc là sum vầy, họ hàng hòa thuận, vân vân. Nói nôm na là người đó thì có phúc báo là sinh ra bất cứ ở nơi nào, đời nào, kiếp nào cũng được phúc báo rất là tốt đẹp. Đó.
rồi vô ý thí. Vô ý thí tức là đem cho người ta cái pháp gì không lo sợ. Cái này thì Phật Bồ Tát mới làm được viên mãn, còn chúng ta cũng có thể làm được nhưng mà một phần nào đó thôi. Ví dụ như chúng tôi chẳng hạn cũng gì, cũng có lúc chúng tôi đem pháp thí và đem gì, đem vô ý thí bố thí cho họ được. Ví dụ như có người họ đến họ hớt hải họ lo, họ nói rằng thầy ơi, nhà con vừa đi xem, họ bảo rằng nhà con sắp tới có cái vận hạn, nếu mà không làm lễ như thế thì chết, mà lễ thì nhà con không có tiền. Tôi nhớ năm 2016, đầu năm 2016, khi tôi đi xuống chùa Hoàng Tân ở dưới Quảng Ninh, hôm đấy tôi xuống thì nó là mẹ con nhà Phật tử đó cũng may. May là sao? Cái mẹ thì ở trên Hà Đông, con thì làm dâu theo chồng sống ở dưới Cẩm Phả, Quảng Ninh thì phải. Cẩm Phả hay là Hạ Long, hình như Cẩm Phả, ở chỗ mà than. Than Cẩm Phả, đúng không? Than Cẩm Phả. Chồng đi làm than, công nhân than. Tháng cũng chỉ có 12, 13 triệu thôi, cũng chỉ đủ nuôi vợ con. Thế một hôm thì mẹ đi xuống thăm con gái, thăm con rể và các cháu. Thế là con gái xuống đấy thì nói mẹ bảo mẹ là ở chùa ở Quảng Ninh có một ngôi chùa to lớn đẹp lắm, rất đẹp. Thế muốn đưa mẹ đi đi lễ. Hai mẹ con đi lên. Thế đi lên thì không hiểu vì sao. Lên tới đi vào lễ ở trong Tam Bảo đăng lễ thì cô ấy thấy là trắng mặt. Và tự nhiên là cứ nói nhảm. Đấy, cái cô con gái ấy, thấy trắng mặt và tự nhiên cứ nói nhảm. Đang trắng mặt nói nhảm như vậy thì bắt đầu thì có hai ba Phật tử ở đâu ấy chạy đến và bảo rằng á, hỏng rồi, đây là bị hành, bị oan gia trái chủ nó hành rồi, cho nên đưa cho một cái tờ phát nguyện, bảo là bây giờ muốn khỏi thì phải đọc cái tờ phát nguyện này. Và cái tờ phát nguyện đó thì viết sẵn và phải đối trước Tam Bảo phát nguyện 3 lần. Phát nguyện là gồm là cúng cái này cái nọ cái kia này, tổng cộng cúng cái tờ giấy hẳn hoi. Cô ấy đem lên cho tôi xem cái tờ giấy hẳn hoi luôn, đích thân tôi cầm tờ giấy và đích thân tôi đọc cái tờ giấy ấy, nói không có sai một từ nào. Đấy thì tôi đọc lướt qua cái tờ giấy thì thấy rằng cái lời phát nguyện thì tổng cộng là nào là cúng giảng chay tăng, nào là cúng giảng ấn tống kinh sách, nào là cúng giảng để xây dựng, nào là cúng giàng để sám hối oan gia trái chủ này, nào là cúng giàng để chuộc tội vân vân, thế này thế khác. Đó. Nói tóm lại là hết 43 triệu mấy trăm nghìn. Đó. Cái tờ phát nguyện đấy hết 43 triệu mấy trăm nghìn. Đó. Và hôm đó Phật tử đó hai mẹ con thì không mang theo tiền, mang theo có 7 triệu. Thì 2 triệu đã đi lòng vòng, đã đi đặt các ban này, còn có 5 triệu trong túi thôi. Thế là mấy cái Phật tử trong cái chùa đó họ bảo là thế thì bây giờ để cho nợ. Cho nợ giả 5 triệu thì còn 43 triệu mấy trăm, giả 5 triệu còn 30 mấy triệu đó, cho nợ. Thế Phật tử này về thì đi xong một tí thì bắt đầu thì khỏi xong bắt đầu thì về thì mấy hôm sau thì không có tiền. Đó. Chồng đi làm tháng có 12, 13 triệu đưa cho vợ chỉ đủ sống thôi. Đó. Bây giờ mà đòi anh ấy thì một lúc 30 mấy triệu, gần 40 triệu thì hỏi làm gì, bảo đi cúng chùa thì chắc chắn có khi lại gia đình lại tan nát ngay. Hoặc là có chuyện ngay. Mà đi vay thì lấy gì mà trả. Cho nên gia đình thì hai mẹ con rất là lo. Thế hôm không biết hiểu vì sao thì mẹ thì là vốn có Phật tử hay lên chùa Khai Nguyên này. Đấy, cho nên thì đúng cái hôm mà tôi đi xuống cái chùa Hoàng Tân. Đấy, thì tôi xuống thì thấy hai mẹ con đang đi lễ ở đó thì tôi nhận ra cái quen quen nhưng mà tôi cũng không hỏi. Thế chào tôi cũng gật đầu thôi. À gì là Phật cho tôi đi thôi. Xong được một tí thì đi lễ xong hết các nơi thì bảo là xin gặp tôi. Thế gặp thì bắt đầu thì mới khóc. Hai mẹ con khóc mà đặc biệt là cái cô con gái khóc sướt mướt ra. Thế tôi hỏi làm sao thì cứ thút thít mãi thì mới nói được. Đấy, kể ra cái câu chuyện đi lễ như thế. Và bây giờ còn nợ là gần 40 triệu nữa, ba mấy triệu nữa.
43 triệu mấy trăm đó thì mới giả được có 5 triệu. Thì còn đâu còn 3, 37, 38 triệu mấy trăm gì đó. Thì bây giờ không có tiền giả. Mà họ hẹn là cho là 3 tháng là phải giả. Nếu không giả thì gia đình sẽ có chuyện. Mà gia đình có chuyện gì thì nhà chùa không chịu trách nhiệm. Bây giờ là mấy tuần rồi không có tiền giả thì không biết làm thế nào. Thế thì tôi mới xem cái tờ giấy, đưa tôi xem tờ giấy. Tôi xem cái tờ giấy thì quả thật có cái chuyện như thế. Tôi rất là buồn khi mà nhìn thấy cái tờ giấy đó. Vì cái tờ giấy đó nó như là gì? Đi lừa đảo chúng sinh. Không phải là trong Phật môn làm cái điều đó. Chắc chắn trong Phật môn chân chính không bao giờ có ai làm cái điều đó cả. Cái việc đó thì tà ma ngoại đạo nó mới làm. Chứ Phật môn chân chính không bao giờ có ai làm điều đó để dọa người ta. Bắt người ta phải cúng dường cái này cái nọ cái kia thì mới khỏi. Và cuối cùng thì lại dọa người ta là nếu mà không cúng 3 tháng mà không cúng thì gia đình mà làm sao thì nhà chùa không chịu trách nhiệm. Thế là nguy. Cho nên người ta lo. Mà đến một cái ngôi chùa lớn vĩ mô tầm cỡ như vậy thì người ta nghĩ là nhà chùa nói là gì là đúng chứ. Người ta tin vào nhà chùa ấy, người ta mới đến chùa. Nay đến chùa thì lại gần ngay cả nhà chùa nói như vậy họ sợ quá. Và họ rất là lo lắng. Thế khi đó thì tôi đọc tờ giấy xong tôi mới khuyên là gì? Thôi đừng có lo. Tôi thì cái này thì cứ yên tâm về thì chịu khó tụng kinh Địa Tạng đi. Ngày đó đã bắt đầu tụng kinh Địa Tạng rồi. Mới được tụng được một thời gian ngắn thôi. Được mấy tháng. Thế bắt đầu thì bà mẹ bà con cũng đã tụng kinh Địa Tạng rồi. Thế cô con đứa con gái thì bảo là con thì chưa. Thế tôi bảo thôi đây tí nữa thì đưa cho quyển kinh Địa Tạng về thì nhất tâm để đọc tụng đi. Thì cái tờ giấy này đưa đây tôi giữ cho. Sau rồi tôi về tôi làm lễ tôi hồi hướng cho. Thì có gì thì tôi chịu trách nhiệm cho. Nếu mà chết thì tôi chết thay cho. Trong 3 tháng mà nhà cô không không phải mang tiền đến để trả nợ đâu. Vì nhà cô có nợ ở chùa đâu mà phải trả. Con nợ oan gia trái chủ, thực sự con nợ oan gia trái chủ phải tu tập công đức để mà trả chứ. Làm gì trả bằng tiền được. Có ông sư nào ở trên đời này lại có thể dùng tiền để bảo trả oan gia trái chủ được không? Nếu có cái ông sư nào như thế thì là lừa gạt, lừa đảo chúng sinh. Lợi dụng Phật Pháp để lừa gạt chúng sinh, không có cái chuyện đấy. Cho nên tôi bảo vị ấy là thôi đừng có lo, tôi bảo lãnh nhá. Về cứ làm ăn bình thường nhất tâm tụng kinh Địa Tạng mà hồi hướng cho gia tiên cửu huyền thất tổ. Hồi hướng cho ông bà cha mẹ hiện đời. Ai đã thác rồi thì sớm được sinh về cõi lành. Ai còn hiện thế thì được mạnh khỏe bình an. Tới khi xả bỏ báo thân đều được Đức Phật A Di Đà tiếp rước về Tây phương Cực Lạc vĩnh viễn thoát ly sinh tử chúng khổ. Tôi bảo như thế. Và tôi cam kết là tôi sẽ chịu trách nhiệm. Nếu mà trong 3 tháng mà có tội mà phải chết, tôi chết thay. Thế người ta cái cô con gái bảo là có được không thầy? Tôi bảo được. Tôi khẳng định với cô là được, chắc chắn là được. Cứ nghe lời tôi về đọc kinh Địa Tạng đi, còn bao nhiêu cái vận hạn, cái gì nếu phải chết tôi chết thay cho. Và người ta gì khi mà người ta nghe nghe mình nói là mình lấy cả tính mạng ra của mình ra để đánh đổi. Chỉ cần họ đọc kinh Địa Tạng thôi, mình mang cả tính mạng của mình ra để đánh đổi là gì? Đó là nếu gia đình gì? Sau 3 tháng mà do không trả nợ oan gia trái chủ mà phải phải chết ấy, thì mình chết thay cho họ. Khiến cho họ gì? Được yên tâm. Họ thấy rằng một ông sư không thân thiết với mình mà dám đem cả tính mạng của mình ra để bảo lãnh cho mình. Mà bảo nếu có họa tai họa mà do không trả nợ được nhà chùa mà phải chết ấy. Cái nợ đây không phải là vay tiền, vay nong gì hay là vay nợ gì mà phải trả. Thế đây là do gì? Tôi biết là do gì? Ông sư ông lừa, nhà chùa lừa cho nên thì tôi dám bảo đảm là gì? Phật, cửa Phật không có cái chuyện đó. Thực sự trong Phật môn không có chuyện đó cho nên tôi dám đảm bảo lấy tính mạng của mình ra để bảo lãnh người ta để cho người ta yên tâm. À, chứ thực tế cái chuyện đó mình biết không bao giờ nó có chuyện đó xảy ra. Cho nên mình đây là gọi là đem cái pháp vô úy để
để thí cho chúng sinh. Ở trong cái lúc mà chúng sinh nó còn mê mờ, nó còn lo sợ như vậy, thì mình mà không dùng cái pháp đó để ban cho họ, dùng những cái lời gì, cái lời chân thành, cái lời có thể nói là không còn cái lời nào có thể dùng hơn được nữa để cho họ tin. Đó là một ông sư lấy tính mạng của mình ra để bảo lãnh cho họ thì đương nhiên họ tin rồi. Cho dù lúc đó có đem kinh Pháp Hoa, kinh Hoa Nghiêm, kinh Lăng Nghiêm, kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Địa Tạng thuyết cho họ, họ vẫn không gì, không hết, hết lo sợ. Cho nên dùng tính mạng của mình để bảo lãnh cho họ là cái pháp gì? Cái pháp họ an tâm nhất. Mà sau khi họ tin là vì họ đọc tụng kinh Địa Tạng, thế cho đến bây giờ này, vừa qua mẹ con vẫn lên lễ rằm tháng 7 đấy, có sao đâu. Gia đình mẹ thỉnh thoảng vẫn lên đi lễ, vẫn cười toe toét thế có sao. Chả sao cả, gia đình vẫn bình an vô sự. Đó. Cho nên ở đấy gọi là đem cái pháp vô ý thí thì chúng ta cũng có thể thỉnh thoảng cũng làm được điều đó cho để cho chúng sinh. Dùng một cái phương tiện thiện xảo đặc biệt nào đó khiến cho họ gì? Đang lo sợ, đang phiền não, đang đau khổ, mà chúng ta đem pháp của Phật dùng phương tiện đặc biệt thiện xảo nào đó khiến cho họ không còn lo sợ nữa, họ được bình an để sống với gia đình. Con chồng thì nuôi vợ nuôi con, nếu vợ thì lo công việc đảm đang gia đình để cho gia đình êm ấm, vân vân. Như thế chính là gì? Dùng phép vô ý để ban cho chúng sinh. Còn Bồ Tát Quán Thế Âm ở đây ấy, Ngài dùng phép vô ý gì? Người nhất tâm chỉ niệm danh hiệu của Ngài thì tự nhiên trong lòng gì? Thấy an, không còn sợ nữa. Đó gọi là người đã được Bồ Tát Quán Thế Âm ban cho cái pháp vô ý, không còn lo sợ nữa vậy. Ví dụ chúng ta đi qua đoạn đường đêm, hay sợ ma, hay sợ gì, bất cứ một cái tiếng động xào xạc của gió chẳng hạn, chúng ta cũng đều sợ. Nhưng bây giờ chúng ta gì? Chúng ta đi trên đoạn đường đó, chúng ta nhất tâm chúng ta niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Cứ như vậy chúng ta niệm, hoặc niệm to hoặc niệm thầm ở trong tâm, và chúng ta thì tự nhiên chúng ta thì quên đi cái sợ, quên đi qua cái đoạn đường tối tăm, cái đoạn đường qua bãi tha ma nghĩa địa vân vân đó. Đó, chúng ta không sợ mà đùng một cái là gì? Đến nhà mình rồi, hay đùng một cái là gì? Tới cái chỗ gì? Đông người rồi. Nhất là ai hay đi đêm đi hôm, phụ nữ con gái kể cả con trai đi làm đêm làm hôm chẳng hạn, cứ nhất tâm mà niệm Quán Thế Âm Bồ Tát thì được Ngài gia trì cho, tự nhiên trong lòng thấy thì vững vàng, không còn sợ sệt nữa. Dần dần nó ăn sâu vào tiềm thức, vào trong a lại gia thức của mình á, thì cái tâm của chúng ta đối trước mọi cái nghịch cảnh đó, đối trước mọi cái sự sợ sệt đó, chúng ta được tự do tự tại. Đấy, dần dần chúng ta tự do tự tại. Tôi như hôm qua tôi nói thì ngày xưa tôi rất hay sợ ma, rất hay sợ máu, giống như người yếu tim. Sau cái lần mà chết hụt mấy tiếng đồng hồ ở nhà đó, thì cứ nghe thấy cái tiếng động lớn mà cái gì? Tim nó đập đình bịch, và tự nhiên là mình hoảng loạn và sợ sệt. Nghe thấy tiếng gì? Cái gì mà liên quan đến người chết hoặc là người tai nạn, nghe thấy cái tin bất ngờ như vậy, tim cũng đập liên hồi lên, và tự nhiên là gì? Là hoảng loạn và sợ, không tự chủ được mình. Nhưng sau này do tụng kinh niệm Phật, ngồi thiền, niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm nhiều, trì chú Đại Bi nhiều, thì dần dần những cái sợ đó dần dần tan biến hết, nhường lại cho mình cái chỗ đối trước ma quỷ, hay là cái nỗi sợ sệt mình gan lì, nói cười một chút là gan lì như cốc tía đó, gan lì, gan, cái gan nó lớn lên nó không sợ những cái nỗi sợ ấy nữa đó. Cho nên ở đây á, muốn được cái, đạt được cái đó thì nhất tâm chỉ niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Rồi trong kinh Đức Phật lại nói nữa, những người lái buôn kia vừa nghe danh hiệu vừa nghe nói thế rồi đều cất tiếng niệm rằng Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, nhờ xưng danh hiệu Ngài thảy đều được giải thoát. Được giải thoát ở đây tức là giải thoát gì? Giải thoát khỏi cái nỗi sợ hãi, cái nạn gì? Nạn mà đi qua đường hiểm trở, thú dữ, giặc cướp vân vân đó. Đó, đều thoát qua một cái gì? Một cách là hy hữu vậy. Rồi trong kinh
Đức Phật lại nói nữa, này ông vô tận ý, Bồ Tát Quán Thế Âm có sức uy thần lớn, nếu có chúng sinh nào còn nặng lòng dâm dục, thường phải nên cung kính trì niệm danh hiệu Ngài, thì lòng dâm dục kia sẽ dần dần tiêu hết. Nếu người lòng sân hận, oán giận còn chất chồng, thường phải nên cung kính trì niệm danh hiệu Ngài, thì lòng oán giận kia thảy đều tiêu trừ hết. Nếu có người ngu si, tâm tính thường mờ mịt, thời phải nên cung kính trì niệm danh hiệu Ngài, thì người ngu si kia được thông minh sáng suốt, đó đều là nhờ vào sức thần của Bồ Tát. Ở đây Đức Phật kêu Bồ Tát vô tận ý, mà nói rằng Quán Thế Âm Bồ Tát là bậc có uy, sức uy thần rất lớn. Uy là gì? Thần là gì? Uy là chỉ cho gì? Chỉ cho cái uy nghi, phép tắc viên mãn đầy đủ. Thần là gì? Là chỉ cho thần thông, chỉ cho cái gì mà mọi người không biết đấy, mà các ngài biết được gọi là thần. Mọi người không làm được, các ngài làm được gọi là thần, vân vân. Đây nói nôm na như thế chúng ta dễ hiểu đã, sau này thì học kỹ thì nó học sâu hơn thì giải thích sâu hơn. Tức là uy thần lớn, tức là chỉ cho gì? Người có một cái năng lực đặc biệt, có một cái năng lượng, năng lực đặc biệt, người thường không thể làm được mà ngài làm được. Ví dụ ở trong quyển sách Đường Xưa Mây Trắng kể về câu chuyện của ngài Hư Vân Đại Sư, một vị thiền sư ở cái thời kỳ cận đại gần đây, ngài nhập Niết Bàn rồi, ngài chính là hóa thân của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Chúng ta thấy câu chuyện kể về những cái thần dị của vị đại sư này. Có một lần ngài làm một cái chùa, xây dựng sửa lại một cái chùa trên núi, thì lên đó thì có một, ngày xưa chùa trên núi có một cái đặc biệt là không biết từ bao lâu một cái hòn đá to nó rơi xuống, nó chắn ngay cái đường đi. Bây giờ muốn vận chuyển gỗ về gạch cát đá vật liệu lên để tu sửa lại cái chùa đó thì phải đẩy được cái hòn đá đi. Nhưng ngày xưa cái thời đó thì nó chắc là chưa có bắn mìn, cho nên nó phải ngài thuê 30-40 người thanh niên tráng sĩ lực lưỡng ở trong dân để đào bới mấy ngày để đẩy cái hòn đá đi, nhưng mà không làm được. Thế một hôm thì cái ông nhóm trưởng cái thợ, đội thợ đó đến nói với ngài là: Bạch Hòa Thượng này, chúng con đã cố hết sức rồi nhưng không thể nào mà làm hòn đá đã lay chuyển. Chúng con đào cái hố sâu xuống rồi á để chôn hòn đá, nhưng mà bây giờ thì đào sâu xuống như bây giờ thì không thể lăn hòn đá, nó không nhúc nhích, không thể lăn được. Và bây giờ mà lại xuống đấy mà đào nữa thì sợ, đào vào xuống sâu nữa là hòn đá nó sập xuống thì sợ chết người dưới đó, rất nguy hiểm. Cho nên bây giờ không biết làm cách nào. Đào đủ cái độ sâu để chôn hòn đá rồi nhưng mà không thể làm tài cách gì để cho hòn đá nó lăn xuống đó cho. Mà đào vào sâu hòm, móc hàm ếch vào sâu thì sợ nó tụt xuống thì người đào dưới thì cũng chết luôn. Đấy, cho nên nguy hiểm, không biết làm thế nào. Lên bạch với Hòa Thượng là: Chúng con đã dùng 30-40 chai tráng, dùng các thứ gậy xeo rồi dây kéo mà không thể nào nhúc nhích hòn đá vì hòn đá quá lớn. Thế chắc cái này Bạch Hòa Thượng là đành phải bỏ thôi. Chúng con thôi bỏ thôi, không thể làm được. Thôi thì Hòa Thượng thương thì Hòa Thượng cho chúng con thì đồng nào thì cho thôi, còn không cho là thôi, chúng con bỏ, không thể làm gì. Thế ngài Hư Vân mới bảo là: thế à? Ngài bảo đi ra ngài xem. Ngài xem, ngài đi vòng quanh hòn đá một vòng rồi bắt đầu ngài thấy hòn đá quả thật là lớn. Rồi ngài bảo mọi người: thôi thì các con cứ tránh ra để ta thử xem thế nào. Ngài đi ra, ngài sắn tay áo lên và ngài đẩy nhẹ một cái hòn đá lăn xuống cái hố kia ngay. Chúng ta thấy không? Đây không phải là một bậc có uy thần lớn thì không thể làm được cái điều đó. Không thể làm được cái điều đó. Rồi một cái câu chuyện nữa ở chùa Nam Hoa, nơi mà Lục Tổ, đạo tràng của Lục Tổ Huệ Năng, là một vị tổ rất nổi tiếng của Thiền Tông Trung Hoa. Cái chùa Nam Hoa đó, khi xưa mà Lục Tổ còn hoằng pháp ở đó thì tự nhiên là có một cái dòng sông chảy qua cái cửa chùa Nam Hoa đó, nước rất trong.
trong quanh năm bốn mùa, nước rất trong, không bao giờ cạn. Nhưng không biết từ bao giờ thì tự nhiên là từ bao giờ là một cái trận lũ, tức là sau này, mới sau này thôi, cách đây khoảng không biết 100-200 năm gì đó, không nói cái thời gian mà có nghe nói là mới đó thôi, tức là khi cái chùa đó không còn vượng nữa, không còn những bậc cao tăng tu hành để hoằng dương chính pháp ở cái ngôi chùa đó nữa, thì một có một cái trận lũ, mình gọi là lũ ống, lũ quét đó, thì nó đương nhiên nó đưa đất đá về lấp đầy con sông đó luôn, không còn. Ngày xưa Lục Tổ Huệ Năng ở đó thì cũng một trận lũ mà tạo thành con sông đó, và sau đó thì khi hết nước lũ một cái con nước này, cái con sông đó thì trước cửa chùa Nam Hoa suốt ngày nước chảy trong veo. Nhưng sau này khi không còn bậc cao tăng ở đó để hoằng pháp hành đạo nữa, thì một trận, cũng một trận lũ đất đá lấp đầy cả con sông đó trước cửa chùa Nam Hoa, và nước chỉ bây giờ có mùa mưa thì nó chảy róc rách nữa thôi, chảy còn tí tí nữa thôi, chảy hết là hết, chứ không có thành sông nữa. Và đất đá ở trên đồi núi nó trôi xuống đây lấp kín hết luôn. Nếu mà chúng ta chỉ đọc sách ấy, thì các vị không tin đâu, nhưng các vị mà thực tế đi vào ở Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình hôm nọ, mà ở ngay ở dưới huyện Lương Sơn chúng tôi này, cái trận lũ ống lũ quét, cái trận lũ lịch sử mấy chục năm nay vừa xảy ra ở mấy cái tỉnh ở miền Bắc Việt Nam chúng ta vừa rồi năm 2017 đó, đặc biệt là tỉnh Hòa Bình ấy, thì dưới huyện Lương Sơn sư cô Anh Nghiêm và mấy đệ tử tôi đi xuống, tôi trong đấy để làm từ thiện sau khi mà biết được cái tin bà con bị cái lũ ống lũ quét đó. Bác đi xuống bác bảo này, mấy bác ở trong thôn đi vào tận nơi, mấy bác kể là mới mấy hôm trước toàn bộ cái khu vực kia là gì? Toàn là những ao cá của dân, nhưng bây giờ phẳng toàn là gì? Đất đá hết, không còn tí là nhìn thấy là ao nữa, cả một cái cánh đồng ngút ngàn này toàn là đất đá hết. Sau một đêm, sau một đêm thôi, hôm sau toàn là đất đá, cả một cánh đồng nhân dân cày cấy hàng nghìn, 2000 năm nay, chỉ sau một đêm thôi toàn đất đá. Rồi chúng ta xem tivi hoặc đọc báo thấy các bạn Yên Bái, Lào Cai cũng có một số nơi như thế, nhân dân ra ngồi và khóc, nhà cửa sau một đêm không còn gì nữa, thành một cái suối, dưới suối là toàn là đất đá cả, toàn là đá cả, đá to đá nhỏ lồn nhồn như vậy, ruộng nương cũng gì biến thành gì một cái bãi sỏi bãi đá. Cho nên đọc thấy trong kinh chúng ta thấy cũng không có gì là lạ. Đọc câu chuyện của ngài trong cái Hư Vân, cái quyển sách Đường Đường Mây Qua Đất Hoa của ngài Hư Vân không có gì lạ. Khi mà bậc cao tăng không còn ở đó nữa, một trận lũ lại trả cái dòng suối về như cũ, không còn là suối nữa mà nó thành một cái bãi đất đá xô bồ đầy trước cửa chùa Nam Hoa. Nhưng khi mà ngài Hư Vân về đó để xây dựng lại đạo tràng chùa Nam Hoa của Lục Tổ Huệ Năng, thế ngài về đó ngài bắt tay và xây dựng được một thời gian ngắn, thì bỗng nhiên một đêm, vì ngài về đó ngài không chỉ xây dựng chùa đâu, mà tất cả những vị tăng ăn thịt uống rượu lấy vợ sinh con ở trong chùa, và cái chùa Nam Hoa của Lục Tổ nó rất lớn, mà lại có khách khứa đi lễ vãng lai nữa, cho nên ở đó có mấy cặp vợ chồng là sư, nhưng mà nói là sư nhưng không phải sư, cũng cạo tóc cũng mặc áo đâu, nhưng mà có vợ có con ở trong đó. Ông thì chiếm giữ chính điện, ông thì chiếm giữ nhà tổ, ông thì chiếm giữ nhà giảng đường, ông thì chiếm giữ trai đường, vân vân. Mỗi ông chiếm giữ một khu để chia nhau kiếm tiền nuôi vợ nuôi con, kiểu như thế. Đấy gọi là sư thì không đúng, gọi là ông thống thì đúng hơn. Khi ngài Hư Vân đại sư đến đó thì cái nhóm này cũng gây rất nhiều khó khăn cho hòa thượng, cho đại sư. Nhưng đại sư vẫn nhẫn nại ở lại bằng cái uy tín và cái đức độ của ngài. Ngài dần dần cảm hóa được cái ông chi huyện và ông chi phủ. Cho nên ông quan chi huyện chi phủ ra cái lệnh này, nhận cái lời thỉnh cầu của ngài và ra cái lệnh là ai mà muốn xuất gia chân chính ở lại cái chùa tổ này á thì phải cạo tóc thọ giới lại và không được ăn thịt uống rượu nữa. Còn người nào có vợ có con rồi thì bắt ra gì? Bắt hoàn tục trở về tự đi làm để nuôi vợ nuôi con.
không cho ở trong chùa để chiếm tiền hương hỏa của chùa để gì nuôi vợ nuôi con trong chùa nữa. Thế là bắt đầu chùa Nam Hoa gì trở lại cái trạng thái đúng với cái ngôi chùa mà tổ xây lên với mục đích là để hoằng pháp lợi sinh, chứ không phải là mục đích để cho một số những kẻ gì lợi dụng cửa Phật để kiếm tiền nuôi vợ nuôi con ở ở trong đó. Và khi tổ làm được cái điều đó, đuổi được những cái kẻ mà lợi dụng chùa chiền vợ con ở trong chùa ra rồi, còn một số tăng ni trẻ mà chưa vợ con nhưng mà suốt ngày rượu thịt cờ bạc á, thì nghe lời thuyết pháp của ngài liền là thế phát trở lại và thọ thập giới và đại giới, trở thành những người xuất gia. Sau này dần dần những vị đệ tử đó đều thành những cái đệ tử chân chính của ngài sau này. Làm được cái điều đó thì trong cái quyển Đường Mây Quan Thế Nam nói rằng là kể rằng cũng vào một đêm trời đùng đùng nổi mưa nổi gió đến, thì tự nhiên là ở đâu á những cái cây gỗ to cây gỗ nhỏ không biết từ đâu nó trôi từ trên thượng nguồn về, nó gì nó ở đầy trước cửa chùa luôn để cho ngài gì sửa chùa. Đấy, rồi nữa cái dòng sông ở trước cửa chùa Nam Hoa ngày xưa như thế nào á, thì qua một cái đêm đấy thì tất cả những cái đất đá này trôi sạch đi, trả lại cho cái dòng sông như ngày xưa vậy, như ngày xưa Lục Tổ Huệ Năng ở đó hoằng pháp vậy. Và đặc biệt nữa lại còn bao nhiêu cây gỗ to gỗ nhỏ trôi ở từ thượng nguồn không biết ở đâu đấy, cứ biết là dậy sáng thì cây gỗ cứ ngổn ngang đầy ở ngoài cái khu vực ven ven cái bờ sông, cái bãi sông trước cửa chùa Nam Hoa, và ở giữa thì tạo thành con sông trả lại như cũ rồi, nước lại trong veo. Đó, chúng ta thấy đấy gọi là chỉ cho các ngài là có những cái thần lực, có cái uy thần lớn, thì khiến cho để chư thiên và quỷ thần này là phát nguyện gia trì ủng hộ các ngài, thiên long bát bộ các ngài phát nguyện gia trì ủng hộ các ngài, cho nên các ngài mới có thể làm được điều đó. Vì vậy mà ở đây chúng tôi nói rằng ngài Đức Phật nói là ngài Quán Thế Âm Bồ Tát ngài có một cái sức uy thần lớn, nếu có chúng sinh nào nặng lòng dâm dục mà niệm cung kính chỉ niệm danh hiệu của ngài á, thì lòng dâm dục kia thảy thì dần dần đều tiêu trừ hết. Chúng ta cứ nhẫn lại, chúng ta biết là con người chúng ta thì ai chẳng có gì tham sân si, ai chẳng có dục vọng, ai chẳng có tham sân si, nhưng có cái người nhiều hay người ít thôi. Chúng ta biết ở sống ở trên đời có người gì tu hành rất là dễ vì cái lòng tham dục của họ rất ít, cái dục vọng ở trong tâm cũng như thân thể của họ rất ít, do cái nghiệp lực của họ nhẹ hơn cho nên thì cái tâm dục họ rất ít, ý dục họ rất ít và thân dục họ cũng rất ít, họ tu rất dễ. Nhưng có người gì dâm dục lẫy lừng, như thời Phật còn tại thế cũng có những đệ tử lòng dục vọng gần như không có, như là tôn giả Đại Ma Ca Diếp. Chúng ta biết lịch sử ngày tôn giả Đại Ma Ca Diếp sau này là sơ tổ, được Phật truyền tâm ấn cho ở trên Pháp hội Linh Sơn đó. Chúng ta biết ngài Đại Ma Ca Diếp ngài cưới vợ nhưng mà chưa từng chăn gối với nhau một lần, và cưới vợ nhưng mà cả hai vợ chồng phát nguyện là sống thanh tịnh để đi cầu đạo. Và chúng ta biết sau này thì ngài Ma Ca Diếp thì xuất gia tìm được gì? Cầu học được làm đệ tử của Phật, trở thành một vị đại đệ tử gì? Một vị đại đệ tử là hành hạnh đầu đà đệ nhất. Còn vợ của ngài Đại Ma Ca Diếp á, thì lúc đầu á, là xuất gia theo gì? Lúc chưa biết là ngài Đại Ma Ca Diếp cũng đi tìm đạo, nhưng mấy năm sau mới trở về, cho nên vợ cũng ở nhà thì cũng đi tìm đạo, nhưng mà học với cái đạo phái Ni Kiền Tử, phái lõa thể đó. Cái đạo Ni Kiền Tử phái lõa thể bây giờ bên Ấn Độ vẫn còn. Hôm rồi đi sang thăm Ấn Độ, các thầy giới thiệu nói rằng cứ đêm về từ 12 giờ đêm đến 3 giờ sáng thì cái người, những cái tu sĩ của đạo đó họ cởi trần và họ đi qua cái bãi cát, đối diện cái bãi cát ở bên khu hay thiêu đốt của người chết ở con ven bờ sông Hằng đó. Cái nơi đó ngày xưa Đức Phật cũng một lần đi đò qua, dùng thần thông để đi qua cái con sông Hằng đó. Vì ngài đi đò, ông lái đò không cho ngài đi,
Cho nên ngài bắt buộc phải dùng thần thông, ngài lướt qua sóng, ngài đi lướt qua sông sông Hằng ngài đi. Sau đó vì lẽ đó là ân hận, và nhà vua biết được câu chuyện đó và ra lệnh là sau từ đó về sau là tất cả các sa môn, tức là những người xuất gia đi qua, nếu không có tiền hoặc là có tiền hay không có tiền gì đó, thì nếu mà họ không có tiền thì lái đò không được lấy tiền của các vị sa môn. Đã, nhà vua ra lệnh như vậy. Đó thì vợ của ngài Đại Ma Ca Diếp là xuất gia theo phái Ni Kiền Tử, nhưng sau này khi ngài Ca Diếp thành tựu rồi thì lại giáo hóa cho vợ của mình là lại xuất gia theo đạo Phật. À, trong đạo thì chúng ta thấy có những người tuy làm vợ chồng nhưng mà chưa một lần chung chăn gối và giữ cái sự thanh tịnh cho nhau để xuất gia tu đạo. Nhưng cũng có những người thì xuất gia rồi nhưng lòng dâm dục gì lẫy lừng như là bà Liên Hoa Sắc. Ở trong Phật môn thì thời Đức Phật còn tại thế đó. Đặc biệt là các vị bên ni giới học về giới luật có thấy bà Liên Hoa Sắc và nhóm lục quần tỷ khiêu tăng, nhóm lục quần tỷ khiêu ni, nhóm này thì quậy phá vô cùng. Đó. Tâm dục, ý dục, thân dục của các vị ấy, lấy lừng làm cho Phật gì, lắm lúc cũng phải quở mắng, dùng cái phương tiện để quở mắng như lời quở mắng thậm tệ đối với các vị ấy. Đó, dùng phương tiện để quở mắng như lời quở mắng thậm tệ với các vị ấy. Đó, dần dần các vị mới, dần dần mới mới xả bỏ được cái lòng dục ấy, tâm dục, ý dục ấy để tu tập. Thế cho nên chúng ta thấy ở đây, lúc gần về cuối cuộc đời thuyết pháp giáo hóa độ sinh của Đức Phật, tức khi Đức Phật thuyết kinh Pháp Hoa, ngài không còn trụ thế được lâu dài mãi mãi để độ chúng sinh nữa. Cho nên trước khi nhập Niết Bàn, chúng ta thấy ngài thuyết kinh Pháp Hoa, thuyết phẩm phổ môn này, và ngài có giới thiệu là có một vị Bồ Tát có cái sức uy thần lớn, nếu ai trì niệm được danh hiệu của vị Bồ Tát ấy thì người đó sẽ cái dục vọng kia dần dần, cái lửa dục lẫy lừng kia dần dần sẽ tự tiêu. Vì sao? Vì Bồ Tát Quán Thế Âm dùng cái nước cam lồ tử bi dưới vào trong gì? Trong cái lò lửa dục của cái chúng sinh ấy, khiến cho cái lò lửa dục cháy lấy lừng kia gặp cái nước cam lộ tử bi của Đức Quán Thế Âm, dần dần nó nhỏ dần và tắt lịm, tắt lụi lúc nào không biết. Là khi tắt hết lửa dục, chúng chính là giúp vị đó chứng thánh quả gì? Ít nhất cũng thánh quả A-la-hán trở lên. Đó. Cho nên ở đây chỉ có Quán Thế Âm Bồ Tát mới có cái bi nguyện và cái thần lực vô cùng vô tận như vậy. Trong các hàng Bồ Tát chỉ có những cái vị đại Bồ Tát lớn như Quán Thế Âm, Địa Tạng, Văn Thù, Phổ Hiền mới có thể làm được điều đó. Đó. Cho nên đây nay chúng ta gặp được danh hiệu của Quán Thế Âm Bồ Tát quả là một cái nhân duyên, cái phúc báo rất lớn của chúng ta vậy. Nhưng còn tin được hay không thì là cả một vấn đề nữa. Đấy, nghe được đó là một vấn đề rồi. Đó, tin được là cả một vấn đề. Tin rồi mà thọ trì đọc tụng nhất tâm được lại là cả một vấn đề tiếp theo nữa. Đó. Cho nên không phải đơn giản đâu các quý vị. Không phải là dùng một chút thiện căn phúc đức nhân duyên mà có thể tin Phật Pháp. Đặc biệt là tin vào Phật Pháp Đại Thừa. Tin vào gì? Kinh Đức Phật nói này được. Đó, ở đây, sau dâm dục là gì? Đức Phật lại nói nếu người có lòng oán giận, có người có lòng sân giận, oán giận chất chồng. Nếu người nào mà nhiều lòng sân hận, oán giận chất chồng, thường cung kính trì niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, thì cái lòng giận cái kia là gì? Cũng dần dần thảy đều tiêu trừ. Lúc đầu là gì? Trì niệm danh hiệu Quán Thế Âm diệt trừ được tâm tham dục, thân tham dục, thân tâm tham dục. Thứ hai là trì niệm danh hiệu của ngài là diệt trừ được niệm sân hận ở trong tâm. Những người mà tính tình hay nóng này, tính như là gì? Hổ lửa. Hơi một chút là cáu giận, hơi một chút là bực mình, không kiềm chế được. Thì nhất tâm trì niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, dần dần thì cái lòng, cái lửa giận kia cũng liền gì? Liền tiêu trừ. Bởi cái nước cam lồ tử bi vô úy của Đức Phật có công năng gì? Vô lượng vô biên. Cho nên diệt trừ được cái lửa sân hận ở trong tâm của chúng ta. Và một cái điều nữa, nếu có người ngu si, đấy, một điều ngu si, đây là những gốc rễ của phiền não đấy, gốc rễ của sinh tử đấy các quý vị. Đây gọi là cội nguồn của tam độc, tham sân si,
Lúc đầu là tham gì? Tham dục. Đây chỉ nói mỗi tham dục thôi, chứ còn nói đầy đủ là tham ăn, tham uống, tham ngủ, tham nghỉ, tham tài, tham sắc, tham danh, tham thực. Tài sắc danh thực thùy đó, gọi là tham gì? Tham ngũ dục đó. Tài sắc danh thực thùy. Đó. Thứ hai là gì? Sân. Thứ ba là gì? Si. Đây chính là gì? Ba độc. Gọi là ba độc, hay còn gọi là những cội gốc của căn bản phiền não. Cội gốc của sinh tử chính là ba cái độc này, là cái gốc rễ vững chắc nhất để chôn gì? Chôn ý chí xuất trần của chúng sinh. Ba cái cội rễ vững chắc nhất khiến cho chúng ta gì? Khó chặt đứt nhất, đó chính là ba độc tham sân si. Sân rồi, đây là si. Độc thứ nhất là tham. Lấy mỗi tham dục là tiêu biểu thôi, chứ còn thực tế là có tài sắc danh thực thùy, đấy là ngũ dục. Thứ hai là gì? Là sân. Và thứ ba này là gì? Si. Si tức là si mê, ngu si đó, tâm tối đó. Chúng ta biết là để dạy đạo cho những kẻ ngu si ấy, khó vô cùng các quý vị. Vì họ ngu si vô trí, rất khó để dạy bảo. Giống như thời thưa Phật còn tại thế, có một vị đệ tử nói ở trong kinh A Di Đà đó, ngài ngu đến nỗi gì, Phật dạy cho gì, cho hai chữ tẩy trần đó. Tẩy trần có nghĩa là gì? Là quét gì? Quét rác. Dịch cho nghĩa chỗ Việt Nam chúng là quét rác. Quét rác. Học được chữ tẩy thì quên chữ trần, học được chữ trần thì quên chữ tẩy. Đó. Ngu đến nỗi như thế. Ngu đến nỗi hai chữ học một chữ trước thì quên chữ sau, học chữ sau thì quên chữ trước. Thôi Phật cũng động viên khuyên ông ấy là gì? Thôi con mà thôi cứ nhớ được chữ nào thì cứ nhớ, thì miễn là con chăm chỉ rồi, mỗi con cứ cầm cái chổi. Phật phương tiện vào, nó con mà quên thì con cầm cái chổi gì? Mỗi khi con này con ra trước cửa tinh xá, con cứ quét sạch cái lá trúc đi. Ngày đó là ở tinh xá Trúc Lâm. Tôi hôm nọ đi tham quan đỉnh lễ các thánh tích của ngài, cũng có đến thăm tinh xá Trúc Lâm. Nơi đó rất là đẹp, bây giờ còn rất là đẹp. Thì Phật dạy cho ông ấy là quét cái tẩy, rồi trần, cái quét hoài, quét mấy năm như thế. Một hôm ông ta thì vừa quét xong, quét sạch xong thì bỗng nhiên một cơn gió ào tới, làm những chiếc lá vàng ở trên cây rào rào rơi xuống. Và ngay khi nhìn lá rơi, ông ta đại triệt đại ngộ và hiểu rằng Phật dạy tẩy trần, tức dạy quét rác, không phải là dạy quét cái mình cái rác cái lá ở bên ngoài, mà ta phải gì? Quét cái rác cái lá ở trong nữa, tức là quét cái rác gì, rác tham sân si mạn nghi phiền não ác kiến biên kiến kiến thủ giới cấm thủ vân vân ở trong tâm mình nữa. Cho nên khi đại triệt đại ngộ rồi á, thì ông ấy là gì? Có thần thông tự tại, thuyết pháp vô ngại. Chúng ta thấy không? Một người không biết chữ, học hai chữ không gì, hai chữ mấy năm không ghép lại thuộc với nhau, hai chữ tẩy với chữ trần nó không thuộc với nhau. Nhưng không, khi mà ngộ đạo rồi á, thì thầy ấy lại lên ngồi trên tòa pháp, thuyết pháp tự do tự tại vô ngại, không có một chút chướng ngại. Mà trong kinh A Di Đà có nhắc đến tên của ngài đó, tên là gì? Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, A Nan, Ca Diếp, rồi ngài gì nhỉ? Lại có các vị đại đệ tử như là Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, A Nhã Kiều Trần Như, rồi tên là gì? Nhất thời tự nhiên lại quên đấy, già rồi lẩm cẩm rồi đấy. Ngài ngài Tu Bàn Đà, hai anh em Tu Bàn Đà và Tu Bàn Đặc, ngài Tu Bàn Đà, Tu Bàn Đà già đó, ngài Tu Bàn Đà, đấy ngài Tu Bàn Đà, chúng ta thấy đó, ở đây Đức Phật nói người mà ngu si,
nhất tâm trì niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Ngày xưa Tu Bàn Đà ở gần bên Phật, là đệ tử của Phật, được Phật dùng phương tiện thiện xảo khuyên cho gì, cầm cái chổi đi quét sân tinh xá. Mấy năm như thế thì liền ngộ đạo. À, nhưng chúng ta bây giờ thì Phật gì, biết rằng cái thời mạt pháp này, à, nếu mà tự tu tự dùng cái phương tiện như thế không, chúng ta bỏ chạy hết. À, đã không biết gì thì sinh cái tâm lười biếng nữa, lại bảo gì thầy chắc là coi thường mình là ngu si không có học vấn, cho nên bắt mình đi quét nhà, bắt mình đi quét rác, bắt mình đi dọn nhà vệ sinh suốt ngày như vậy, tôi không tu nữa. Tu như này thiệt lắm. Mọi người thì được học, được hành, mình thì suốt ngày phải ở nhà để làm công việc chúng thôi, cho nên không tu nữa, bỏ đạo mà về thôi. Cho nên bây giờ mà dùng phương tiện này chắc là 10 người thì bỏ mất 9, thậm chí là bỏ cả 10, 100 người may được có 1-2 người thì trụ lại được. Nên thời xưa Đức Phật thì vì cái uy đức của Đức Phật, quang minh công đức thần thông của Đức Phật, đặc biệt là cái giới đức của Đức Phật, đạo hạnh của Đức Phật bao trùm tất cả. Cho nên đó, ngài nói như vậy, Tu Bàn Đà rốt đến đâu cũng nghe ngài, ở lại để quét tinh xá. Khi công đức viên mãn, ngay lúc nhìn lá rơi, ngài liền ngộ đạo chứng quả A La Hán, đầy đủ 6 pháp thần thông như các vị A La Hán khác, có trí tuệ biện tài vô ngại, đi thuyết pháp cho gì bên ni chúng vô ngại, không có một chút chướng ngại nào cả. Đó, cho nên đó, ở đây chúng ta thấy Đức Phật trước khi nhập Niết Bàn, ngài lo cho hậu thế chúng ta. Đó, nếu người ngu si dốt nát mà muốn được có trí tuệ, muốn dần dần cái ngu si đó liền bị đánh bay mất, được thông minh sáng suốt như những người bình thường khác, thì nhất tâm trì niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Ngày xưa tôi cũng ngu mà, do nhất tâm đọc tụng kinh Pháp Hoa 4-5 năm trời, và chịu khó học đọc sách và trì niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà và Đức Quán Thế Âm nữa, chỉ chú đại bi nhiều, nó bây giờ tôi mới được tạm tạm như ngày hôm nay. Đây mới tạm thôi nhá. Lúc nãy chúng ta thấy khi cần nhớ của tên thì ngài Tu Bàn Đà thì không nhớ được. Đó, cho nên đây mới là tạm thôi. Cho nên cần còn phải tu nhiều nữa. Cần phải trì niệm danh hiệu của Bồ Tát Quán Thế Âm nhiều nữa thì khi muốn nhớ được là nhớ được ngay. Thế có lúc cần nhớ thì nó lại nghĩ mãi mới nhớ được. Như vậy là vẫn còn si tâm ở trong gì? Tâm của mình vẫn còn chưa được sạch hẳn, vẫn còn si nhiều lắm. Các Phật tử chúng ta muốn biết mình đang ở trong cái trường hợp nào, có phúc nhiều hay chưa, có trí tuệ nhiều hay chưa, thì hãy suy nghĩ lại, phản tỉnh lại mình xem mình có nhiều hay chưa. Nếu mà chưa nhiều thì hãy nhất tâm tín thọ phụng hành, trì niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm cho nhiều vào, thì dần dần được ngài khai tâm khai sáng cho thì liền là được trí tuệ thông minh sáng suốt. À, tôi nhớ là ngày xưa tôi đọc một cái quyển sách về các vị cao tăng của Trung Hoa, thì có kể về một câu chuyện là có một vị sư ở bên Trung Hoa ở thời, hình như thời nhà Tống thì phải, thời nhà Tống. Ngài cũng rất là chậm, nói là ngu thì không đúng, mà nói rất là chậm, đọc mãi chẳng nhớ, học mãi không thuộc, đọc mãi chẳng nhớ. Nhưng cái tâm nguyện của ngài là rất thích đi thuyết pháp giáo hóa độ sinh, rất thích thuyết pháp giáo hóa độ sinh. Thì là lên bạch với sư phụ, và cái tâm của con thì rất là muốn là gì? Muốn giảng pháp, muốn giáo hóa độ sinh. À, nhưng mà con học mãi không thì không nhớ. À, xin sư phụ là dạy cho con vì sao mà con lại như thế. Và bây giờ con muốn gì? Muốn thành toàn được cái tâm nguyện của mình, đó là sau này có thể lên tòa pháp, thuyết pháp, giáo hóa độ sinh, đem chính pháp của Đức Phật để dạy bảo những người có duyên với Phật Pháp. Trên thì báo Phật ân đức, dưới thì gieo thiện duyên với chúng sinh. Thế sư phụ mới dạy cho cái vị đệ tử đó, hãy nhất tâm đọc tụng phẩm phổ môn kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Ngài không bảo đọc cả bộ Pháp Hoa, nhưng mà bắt ngài dạy là đọc một cái phẩm 25, tức là phẩm phổ môn của kinh Diệu Pháp Liên Hoa,
và trì niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm. Vị này nghe theo lời thầy, 3 năm nhập thất chỉ có tụng kinh Pháp Hoa, tụng phẩm phổ môn của kinh Diệu Pháp Liên Hoa, và mỗi một ngày niệm 10 vạn câu Phật hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Nhất tâm là gì? Lễ lạy tranh ảnh và tôn tượng Quán Thế Âm Bồ Tát. 3 năm trời nhập thất chỉ có tụng phẩm phổ môn và trì niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Một hôm sau khi mà lễ Phật tụng kinh mệt rồi, ngài nghỉ vừa thiếp đi thì thấy một bà cụ già. Đi đến và đem cho cái khăn đến, cầm cái khăn trắng đến và thấp vào cái chậu nước, tức là lau mặt, rửa mặt cho ngài. Sau khi thấy bà cụ ấy rửa mặt xong, vừa ông ấy tỉnh dậy một cái thì không thấy bà cụ già đâu nữa. Và bắt đầu từ đó trí tuệ của cái vị thầy ấy tự nhiên được khai mở, và học đâu thì nhớ đấy. Sau này cũng thuyết pháp tự do tự tại như cái tâm nguyện, những cái mơ ước của mình, và cũng trở thành một cái bậc cao tăng thạc đức lỗi lạc ở cái thời đó của Phật giáo Trung Hoa. Đấy, cho nên là cái việc trì niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, rồi có rất rất nhiều, các vị có thể đi tìm sách hoặc là vào mạng để mà search, mà đọc những cái câu chuyện linh ứng về việc trì niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, xem nhiều lắm, rất nhiều luôn. Những có những chuyện mắt thấy tai nghe, có những chuyện do người xưa kể lại, có những người do chính các sư gì gặp và kể lại, có những người thì nghe các Phật tử kể lại và đem viết lại thành sách, viết lại thành chuyện, để mục đích là để khuyến thiện cho chúng sinh phát khởi tín tâm và tín kính Phật pháp, tin sâu nhân quả. Cho nên đó, ở đây chúng ta thấy là người mà Đức Phật nói là người mà bị ngu si, nhất tâm chỉ niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, thì người đó dần dần đó sẽ được trí tuệ, thông minh, sáng suốt. Tất cả đều là nhờ vào sức thần của vị Bồ Tát ấy vậy, thế Bồ Tát Quán Thế Âm vậy. Rồi Đức Phật lại dạy tiếp: vậy nên vô tận ý, Bồ Tát Quán Thế Âm là bậc có sức thần rộng lớn như hư không. Đức Phật nói là Bồ Tát Quán Thế Âm có sức thần rộng lớn như hư không. Sức thần ở đây là sức thần thông ấy, có năng lực, sức thần thông của Bồ Tát Quán Thế Âm rộng lớn như hư không. Chúng ta thấy có ai biết hư không có ngàn mé không, có bờ cõi không? Biển rộng, tuy rộng nhưng còn có gì? Còn có bờ. Chúng ta thấy có bờ biển không? Có. Ai mà đi xuống Thái Bình, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, dọc cái gì? Cái bờ biển của chúng ta cho đến vào tận gì? Mũi Cà Mau. Chúng ta thấy dọc bờ biển của Việt Nam chúng ta gì? Bờ đấy, gọi là bờ biển đấy. Ranh giới giữa gì? Giữa biển và cái bờ, ven ven bờ đó gọi là bờ biển. Cái biển rộng như thế mà còn gì? Còn có bờ. Nhưng hư không có bờ không? Không, hư không không có bờ. Hư không không có bờ biển. Hư không không có gì? Không có chân trời. Chân trời chúng ta nói là có chân trời, nhưng thực tế có chân trời không? Không, không có chân trời. Biển thì có bờ, nhưng hư không không có chân trời. Vì biển còn nằm toàn loạn ở trong gì? Ở trong địa chủng, trong trái đất của chúng ta đang ở này, trong hệ hành tinh chúng ta đang ở này. Nhưng hư không, nó bao la, nó rộng lớn, nó dung chứa tất cả các hệ thiên hà ở khắp trong gì? Trong 10 phương thế giới này. Đi tới đâu thì hư không vẫn, càng đi tới đâu thì vẫn thấy như thế. Ví dụ chúng ta gì? Ở ngoài Hà Nội thì có thể nhìn về Hòa Bình là gì? Cái trời nó, cái phía Tây mà, buổi chiều mặt trời lặn chúng ta thấy gì? Nó lặn sát xuống dưới chân núi. Và chúng ta nghĩ là gì? Đấy có thể là chân trời. Nhưng từ Hà Nội lên Hòa Bình vẫn thấy bầu trời nó cao như thế.
lên trên Hòa Bình là thấy bạn gì, Sơn La, gần như là Sơn La là chân trời. Lên tới Sơn La thì bầu trời Sơn La thì vẫn cao như thế, là thấy gì, bầu trời nó mạn điện, chân trời nó gần như là nó ở dưới mạn Điện Biên thì phải. Để lên Điện Biên thì bầu trời Điện Biên nó vẫn cao như thế, vân vân. Rồi cho đến sang gì, sang biên giới Lào, Thái Lan rồi Trung Quốc, nhìn thấy nó thấp thấp nhưng mà đi sang biên giới, vượt qua biên giới sang bên kia nó vẫn gì cao như thế. Cho nên á, trời thì không có chân, người ta gọi là chân trời nhưng thực tế không có chân trời đâu, hư không, không có gì, không có bờ bến, không có ngần mé. Cho nên sức thần của Bồ Tát Quán Thế Âm, Đức Phật nói này, rộng lớn như hư không, có nghĩa là không có cùng tận. Chỉ có Quán Thế Âm Bồ Tát và một số những vị đại Bồ Tát mới có cái thần lực như thế. Còn các vị Bồ Tát bé bé hơn, các vị Bồ Tát mới sơ phát tâm, nhân đến hàng thập địa đẳng giác, diệu giác, tuy cũng có thần lực vô lượng vô biên, nhưng nếu mà so với Quán Thế Âm Bồ Tát thì còn về gì ạ? Chẳng khác gì so với người mẹ và người con vậy. Lấy một cái so sánh nôm na cho dễ hiểu. Do thì đứa con vừa sinh 1, 2, 3, 4, 5 tuổi so với người mẹ đã trưởng thành sinh đứa con ra vậy. Đó. Cho nên ở đây, vì sao Đức Phật lại nói như thế? Cái thứ nhất là gì? Quán Thế Âm Bồ Tát là bậc có thần lực thật. Cái thứ hai, Đức Phật muốn gì? Muốn cho chúng sinh ở đời sau phát được khởi đại tín tâm để trì niệm danh hiệu Quán Thế Bồ Tát. Cho nên Ngài đặc biệt gì? Nói ra những lời chân thật như vậy. Đây không phải là nói ngoa nhé, không phải là lời nói gì? Nói phóng đại lên. Ở thế gian chúng ta có những trường hợp gì? Có những trường hợp chúng ta gì? Chúng ta vì muốn tốt, có thể chúng ta nói phóng đại lên một chút nữa thì không sao. Làm phương tiện thì nói phóng đại lên một chút, hay hay một chút thì cũng không sao, nó không hại đến ai là thì cũng không sao. Nhưng Phật ấy, thì Ngài toàn nói lời chân thật thôi. Bồ Tát Quán Thế Âm có thần lực như vậy thì Ngài nói là thực có như vậy. Cho nên ấy, chúng ta thấy Đức Phật tán dương là Bồ Tát Quán Thế Âm là bậc có sức thần rộng lớn như không, chẳng thể nghĩ bàn được. Phật bảo là chẳng thể nghĩ bàn được thì đương nhiên chúng ta không thể dùng trí tuệ của thế gian mà nghĩ bàn, mà suy lường được thần lực của Quán Thế Âm Bồ Tát rồi. Phật lại nói, vì đại Bồ Tát ấy thường làm việc lợi ích cho hết thảy chúng sinh, chẳng bỏ sót một ai. Ngài nói là gì? Bồ Tát Quán Thế Âm thường làm những việc lợi ích cho hết thảy chúng sinh, không bỏ sót một ai. Bởi vì thế cho nên hết thảy các chúng sinh thường phải dốc một lòng nhớ niệm Bồ Tát ấy, đừng để cho lãng quên thì đều được lợi ích. Ở đây chúng ta thấy Đức Phật nói là Bồ Tát Quán Thế Âm rộng độ các chúng sinh, chẳng bỏ sót một ai. Cho nên Ngài khuyên đó, tất cả chúng sinh đều phải nên trì niệm danh hiệu của Bồ Tát Quán Thế Âm. Nếu làm được như vậy thì sẽ được Ngài độ cho, được giải thoát. Ở đây chúng ta thấy Đức Phật nói Ngài rộng độ chúng sinh, chẳng bỏ sót một ai. Vậy nhưng có người nghe thấy, đọc cái đoạn kinh này hoặc là nghe thấy chúng tôi giảng như thế liền nói gì? Kinh Phật nói có gì đó sai sai thì phải. Hoặc đánh một cái dấu hỏi sau cái lời kinh này, sau cái bài kinh này, hoặc là sau lời giảng của chúng tôi ngày hôm nay này. Vì sao? Vì có người nói là gì? Có khi ngay bây giờ có Phật tử đang nghe trực tuyến thì đặt ra ngay câu hỏi nghi vấn trong tâm rồi, bạch thầy, vậy con đang đau khổ đấy, tại sao con chẳng thấy Bồ Tát Quán Thế Âm đến gì cứu con cả? Con cũng niệm danh hiệu của Ngài rồi đấy, mấy hôm nay nghe thầy giảng, con đã đọc kinh của Ngài, trì niệm danh hiệu của Ngài mà sao gì con vẫn đang đau khổ đây. Tại sao con chẳng thấy Bồ Tát Quán Thế Âm hiện đến, hoặc là dù chưa hiện đến hay không hiện đến thì Ngài cũng ở Tây Phương Cực Lạc hay ở một nơi nào đó diệt trừ tất cả tội lỗi cho con, của con, khiến cho con được gì? Được thoát khổ chứ. Con vẫn đau khổ đấy. Ông chồng hay uống rượu, nó say rượu nó vẫn đánh con thường ngày đấy. Mới mấy hôm Tết nó vừa đánh con, thụi con túi bụi ra đây, thâm mày thâm mặt ra đây. Con niệm danh hiệu Ngài mà chả thấy Ngài đến cứu con gì cả. Đó. Vân vân. Có rất nhiều những cái
cái chứng duyên của chúng sinh khiến cho chúng sinh thấy đau khổ. À, nghe được danh hiệu của Ngài Nhất Tâm hoặc chưa nhất tâm, trì niệm, tôi nghĩ là chắc chưa nhất tâm. Nếu mà nhất tâm rồi thì dần dần sẽ thoát khổ. Vì trong kinh, rồi những câu chuyện dẫn chứng, hôm trước tôi giảng dẫn chứng như Ấn Quang Đại Sư Văn Sao nói, cái người liệt từ thời bé, liệt cả hai chân, đi bò ở dưới đất mà đi, nhất tâm thì trì niệm danh hiệu của Ngài hơn 3 năm sau, mơ thấy một bà già đến này, bảo đứng dậy tự đi, vứt cái gậy của ông ấy đi. Rồi ông ấy tỉnh dậy, bước dậy thì mình đi được thật. Đó. Nhất tâm chỉ niệm danh hiệu của Ngài, nhưng bệnh khổ như thế, bệnh khổ bẩm sinh như thế còn gì? Còn thoát được cơ mà. Còn nếu mà chúng ta phải học Phật, chúng ta phải hiểu rằng nếu mà cái mệnh của nghiệp chướng mệnh của chúng ta mà nó quá nhiều thì không thể nào mà niệm một vài ngày hay một vài tuần hay một vài tháng, thậm chí một vài năm mà có thể hết được, mà chúng ta phải kiên trì học Phật, kiên trì tu Phật và kiên trì làm theo lời Phật dạy. Đó là tín thọ phụng hành, nhất tâm trì niệm danh hiệu của Phật hoặc danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát hoặc danh hiệu Địa Tạng Vương Bồ Tát, vân vân. Danh hiệu bất cứ Đức Phật và Đức Bồ Tát nào chúng ta thì có duyên mà chúng ta thấy là an khi trì niệm danh hiệu Ngài thì chúng ta cứ nhất tâm thụ trì, thì lâu ngày chảy tháng tham sân si sẽ dần dần biến mất, nhường cho gì, cho cái trí tuệ sáng suốt và cái tâm bi mẫn thương xót chúng sinh ngày một hiển hiện và lớn lên ở trong trong tâm khảm của chúng ta vậy. Cho nên ở đây Phật mới nói rằng là nếu mà người nhất tâm trì niệm danh hiệu của Bồ Tát thì Bồ Tát không bỏ sót một ai đâu, không bỏ sót đâu. Các vị cứ giữ cái niềm tin mà nhất tâm tín niệm vào. Nhưng các vị có thể đang nghe trực tuyến ở đây hoặc ngày mai ngày mốt nghe lại. Còn đang khổ thì cũng đừng có vội vàng để hôm nay pháp hội lên mà gì mà bắt vạ, ăn vạ Phật, ăn vạ Pháp, ăn vạ Tăng, ăn vạ Bồ Tát Quan Âm, ăn vạ chúng tôi là thầy ơi, con nghe thầy giảng con niệm từ hôm đó đến giờ mà gì, tại sao con vẫn chưa hết khổ? Các vị nghĩ xem. Nghiệp chướng từ vô thủy kiếp đến nay chúng ta gây tạo, chúng ta gieo trồng, nợ chồng nợ, gọi là nợ chồng nợ, nợ chồng lên nợ. Nay chúng ta mới nghe Pháp được vài ngày, mới niệm Phật được vài ngày, mà niệm đâu có nhất tâm đâu. Niệm bằng cái tâm mong cầu, niệm bằng cái tâm gì, tán loạn. Cũng có công đức nhưng mà không được nhiều lắm, chưa được viên mãn lắm. Cho nên á, chưa thể một vài ngày, một vài tuần mà có thể giả được hết cái nợ từ vô thủy chúng ta gì, chúng ta vay mượn. Đó là gì, cái nghiệp đó chính là nghiệp gì, sát đạo dâm vọng đó. Đó. Do tham sân si tạo nên. Cho nên mong rằng các vị đừng có vội, mới có niệm Phật được một chút đã gì, vội đòi Phật phải, Bồ Tát phải, phải tiêu trừ hết nghiệp chướng cho do mình mới tin. Đấy. Cách đây không bao lâu có một người đến hỏi tôi một câu hỏi rằng thầy có thể trả lời tôi một câu hỏi không? Tôi yên lặng. Và vì đó lại hỏi tại tôi một lần nữa rằng thầy có thể trả lời cho tôi một câu hỏi được không? Tôi bảo bác cứ hỏi đi. Thế vị này nói rằng là, bảo rằng là tôi cũng rất là mộ Phật Pháp, nhưng mà tôi chưa tin Phật Pháp vì tôi chưa trả lời được thắc mắc ở trong tâm tôi. Nếu tôi trả lời, có ai đó trả lời được thắc mắc ở trong tâm tôi á, thì tôi sẽ tin Phật và tôi sẽ quy y Tam Bảo. Nếu thầy hôm nay mà trả lời được cho tôi một câu hỏi, giải quyết được cái thắc mắc ở trong tâm của tôi á, thì tôi sẽ tin Phật mà tôi sẽ quy Tam Bảo. Thế vị này đưa ra cái yêu cầu như vậy. Các vị biết tôi trả lời nào không? Tôi trả lời rằng nếu mà bác đến đây
với cái tâm mong cầu là tôi bắt buộc phải trả lời cho bác được á, thì bác mới tin Phật và bác mới quy Tam Bảo á, thì chắc là tôi không làm được, vì tôi thì mới xuất gia. Trí tuệ chưa có nhiều, đạo đức thì chưa được lớn, cho nên đó, tôi e rằng á, tôi đoạn mất cái gì, tôi trả lời không đúng hoặc là trả lời chưa thỏa mãn, bác đánh mất đi cái gì, cái tâm tín Phật và cái cơ hội quy Phật của bác, cho nên xin phép bác tôi không trả lời, và bác nên đi tìm một vị cao tăng thạc đức để bác hỏi cái câu hỏi của bác, tôi không trả lời. Và bác ấy bảo là thưa thầy, tôi đã đi rất nhiều chùa, gặp rất nhiều các bậc gì, hòa thượng thượng tọa, đọc rất nhiều sách vở, nhưng mà tôi vẫn chưa giải quyết được cái mối nghi ở trong lòng của tôi, cho nên tôi chưa thực sự tin Phật và tôi chưa quy Phật. Thế tôi bảo rằng đấy, bác đi rất nhiều các bậc cao tăng thạc đức, các bậc trưởng lão tôn túc rồi mà bác gì, bác còn chưa được thỏa mãn cái gì, cái tâm mong cầu của bác, thỏa mãn cái gì, cái thắc mắc của bác, thì tôi đến đây chắc chắn tôi không làm được. Thôi thì bây giờ là tôi bận rồi, mời bác đi, mời bác đi lên lễ Phật, tôi sẽ không trả lời bác bất cứ thêm một câu hỏi nào nữa. Và tôi đứng dậy, tôi ra đi. Tôi là người đứng dậy trước. Các vị biết làm sao? Vì cái tâm gì? Ngã mạn ở trong gì? Trong lòng ông ta nó đầy như thế. Tôi có trả lời gì hết cuộc đời này, tôi không trả lời được cho gì? Cho ông ta gì? Ông ta được vừa lòng, ông ta được tỏa ý. Giảng đến đây tôi nhớ một câu chuyện. Ngày xưa tôi đọc sách về Thiền Tông. Ngày xưa cũng mấy năm nghiên cứu về thiền học, tu tập về thiền, cho nên tôi hay đọc về sách về thiền. Một hôm có một vị thiền sinh người Nhật Bản, ông thiền sinh này đặc biệt, ông này rất là giỏi về biện luận, ông đã biện luận như nước chảy luôn, tức là cái tài gì, cái tài biện thuyết của cái vị thiền sinh đó phải nói là ít ai địch nổi. Thì một hôm cái vị thiền sinh này đi đến gặp một vị hòa thượng già. Ngài hòa thượng đó chính là Ngài Đạo Nguyên, một vị thiền sư nổi tiếng của Thiền Tông Nhật Bản. Ngày xưa tôi đọc sách của Ngài, rất là kính trọng Ngài. Cho đến bây giờ vẫn kính trọng Ngài và mãi mãi về sau vẫn kính trọng Ngài. Đức hạnh của một vị tổ sư, một vị thiền sư lỗi lạc, cái lòng nhẫn nhục của Ngài thì tuyệt vời. Cái sức chịu đựng của Ngài thì phải nói là gì? Ít người xuất gia có thể làm được điều đó. Cái việc tổ chức sự kiện của Ngài ở cái thời đấy mà đã tổ chức gì? Cho hàng 50.000 tăng ni tu tập suốt cả 3 tháng, các quý vị biết là không, tổ chức của Ngài là tuyệt vời. Mấy trăm năm về trước, điều kiện này, kinh tế, cũng như là kinh tế thì không lo vì Nhật Hoàng gì, cung cấp cúng toàn bộ cái phần thực phẩm ăn uống rồi. Nhưng chúng ta biết cái thời đó, làm gì có loa đài như bây giờ, làm gì có cái hội trường rộng lớn như bây giờ, mà 50.000 người đến quây quần bên Ngài tu tập 3 tháng chứ không phải là 7 ngày như chúng ta nhé. Không phải 3 ngày chúng ta nhé. Chúng ta pháp hội chúng ta mới khoảng độ 12, 13, 15 ngàn người tham dự có 3 ngày. Nhưng mà ngày đầu thì được 7, 8 ngàn. Ngày thứ 2 mới được 12, 13 ngàn. Ngày thứ 3 mới được khoảng 15 ngàn như pháp hội Vô Lan tháng 7 vừa qua. Mới 3 ngày thôi, bộ phận nhà bếp và bộ phận phục vụ đã thấy rối rồi. Tôi thì vẫn thấy bình thản, nhưng mà bộ phận nhà bếp và một số người trong chùa đã thấy rối rồi.
Nhưng mà thời xưa ngày Đạo Nguyên gì 50.000 người tham dự gì pháp hội niệm Phật và tu thiền 3 tháng trời. Các vị xem, một con người trí tuệ, một con người có cái sự tổ chức, cái đầu óc về tổ chức của ngài ấy, là ngoài là một vị thiền sư thuyết pháp hay, một vị có tâm nhẫn nhục giỏi, một người là chứng đắc thiền định sâu sắc, có trí tuệ tuyệt vời ra, ngài còn là một nhà tổ chức thiên tài về tổ chức. Năm mươi ngàn người, 3 tháng trời lo cho con người ăn uống tu tập học pháp, chia thành từng tổ từng nhóm. Ngày xưa không có giảng đường lớn vì không có loa đài, không thể giảng trên một giảng đường lớn cho cả 50.000 người được, mà chia thành những tổ những nhóm nhỏ. Ngài quản 50.000 người chung sống tu tập 3 tháng như vậy, chúng ta suy nghĩ xem. Không chỉ là một vị cao tăng thạc đức bình thường đâu, làm được những việc rất khó. Rất khó những người, những vị cao tăng thạc đức nổi tiếng có thể làm được, mà Ngài Đạo Nguyên làm được. Câu chuyện nói rằng một hôm khi Ngài, tuổi Ngài đã cao rồi, có vị thiền sư, một vị thiền sư, đồng thời cũng gọi là thiền sinh, khi còn đang đi tham học, có nghĩa là gọi là thiền sinh. Vị này rất là có trí tuệ, nhạo thuyết biện tài, thuyết pháp vô ngại. Nhưng nghe thấy cái đạo hạnh của Ngài Đạo Nguyên cho nên đã tìm đến để cầu pháp. Vị này đến lễ dưới gì? Dưới chân của Ngài Đạo Nguyên. Nhưng mà đầu không sát đất. Đầu không sát đất. Ngài Đạo Nguyên biết rằng đây là một vị, có thể là một vị, phải nói một vị sư trẻ hiếm gặp. Nhưng Ngài muốn gì? Muốn độ cho vị này, trí tuệ thì có rồi, chỉ còn một chút cái tâm khiêm cung và cái ánh sáng, cái đèn tâm đuốc tuệ ở trong ngài thì có sẵn rồi, chỉ cần bây giờ thì có sẵn dầu dẫn tim dẫn bấc rồi, bây giờ chỉ cần châm lửa vào là bùng sáng thôi. Cho nên á, Ngài Đạo Nguyên cứ để yên cho gì vị này đi nhiễu 3 vòng quanh xong rồi lễ 3 cái lễ, nhưng mà mặc dù lễ 3 cái đều không sát đất, nhưng Ngài Đạo Nguyên không nói gì. Lễ xong Ngài hoan hỉ bảo thị giả lấy cái ghế mời ngồi gì, ngang hàng bên mình và ngồi cái ghế ngang hàng bên mình, và bảo thị giả lấy nước ra. Thị giả mang cái tách nước ra thì Ngài bảo thôi đưa đây ta rót, thế con đi vào trong. Thiền sư Đạo Nguyên, chúng ta biết Ngài dùng cái phương pháp gì để độ cho cái vị thiền sinh trí tuệ kia không? Đơn giản, rất đơn giản các quý vị. Những bậc tri thức người ta giáo hóa, người ta độ nhau đơn giản lắm. Đơn giản đến nỗi chúng ta biết đơn giản đến mức độ nào không? Ngài cầm cái tách nước, Ngài vừa rót vừa nói chuyện. Ngài giả vờ như là Ngài cứ vừa rót vừa hỏi chuyện cái vị thiền sinh trẻ kia là gì? Ngài thầy từ đâu đến? Thì các thứ đại khái là như thế, hỏi từ đâu đến, đến đây thì trải qua đi đường có vất vả lắm không, lại có mệt nhọc không, vân vân, trước đây thì học đạo với ai, từng xây dựng đạo tràng ở đâu, vân vân, cứ hỏi như thế. Miệng thì hỏi, mắt thì nhìn vị thiền sinh, miệng thì hỏi nhưng mà tay Ngài vẫn gì cứ rót nước. Đối với cái gì sẽ xảy ra khi mà miệng thì hỏi, mắt thì nhìn vị thiền sinh, còn tay thì cứ rót nước không? Cái cốc nước, cái chén nước dành Ngài Đạo Nguyên rót cho cái vị thiền sinh kia gì, nó đầy gì, đầy tràn mà Ngài vẫn cứ rót. Vị thiền sinh gì bất chợt gì liếc sang thấy cái chén nước đầy rồi mới bắt đầu gì, và bạch sư hòa thượng là gì, cái chén nước của Ngài rót đã đầy trào ra ngoài rồi ạ. Hòa thượng gì vẫn cảm Ngài Đạo Nguyên vẫn gì, vẫn như là không nghe thấy, vẫn cứ rót nước. Vị thiền sinh kia lại bạch tiếp, lại bạch hòa thượng, chén nước đã đầy trào ra ngoài rồi ạ. Ngài vẫn gì, vẫn cứ mắt vẫn cứ nhìn, không có một chút gì, không có một chút gì là ngỡ ngàng cả, vẫn cứ nhìn vị thiền sinh và miệng vẫn cứ hỏi chuyện và vẫn tiếp tục gì để cái tách nước nó chảy
nhẹ nhàng và cái chén và nước nó trào ra ngoài như vậy. Và vị thiền sư bạch hòa thượng lần thứ ba là bạch hòa thượng chén nước đã gì của ngài rót đã gì đã trào hết ra ngoài, chảy cả xuống gì xuống dưới chiếu rồi. Ngài Đạo Nguyên nói là gì? Vậy sao? Nói hai từ thôi, vậy sao? Vị thiền sinh kia bảo bạch hòa thượng đúng thế. Ngài lại nói tiếp gì? Vậy sao? Vị thiền sinh lại bạch là gì? Đúng thế. Ngài lại tiếp tục là gì? Vậy sao? Bỗng nhiên ngài thiền, cái vị thiền sinh kia liền là gì? Không ngồi cái ghế bên cạnh ngang hàng với ngài Đạo Nguyên nữa mà quay thụp xuống gì lễ lại sát đất và sám hối bạch hòa thượng là gì? Con xin sám hối gì? Xin sám hối ngài. Ngài Đạo Nguyên cười và gì? Tủm tỉm và nói là gì? Vậy sao? Tiếp tục một câu nữa, vậy sao? Và sau này cái vị thiền sinh đó có thể nói là nối pháp được hòa thượng, nhưng tôi tất nhiên là không gì không nổi tiếng như là thiền sư Đạo Nguyên, cũng trở thành một vị thiền sư nổi tiếng của Nhật Bản. Đó, chúng ta thấy cách dạy đạo của người xưa như thế đấy, độ cho gì cái người mà chúng qua cái ý đó chúng ta thấy này, cái người mà đem cái tâm cống cao ngã mạn đến lễ dưới chân thầy để cầu đạo thì không bao giờ cầu được cái gì cả. Ở Trung Hoa ngày xưa cũng có một câu chuyện trong Thiền Tông cũng tương tự giống như vậy, tương tự giống như vậy. Đó là thiền sư gọi là Nhất Túc Giác đến lễ với Lục Tổ hay là vậy. Lễ vị nào đó thì lâu lâu không nhớ, hình như đến Nhất Túc Giác đến lễ với Lục Tổ Huệ Năng, lễ cũng không sát đất, tổ mới quở mắng với ông hàng ngày làm được cái hạnh nghiệp gì. Vị nó khoe là gì, con hàng ngày tụng được hơn 3.000 bộ kinh Pháp Hoa. Tổ mới bảo là ông tụng kinh như vậy để cho kinh chuyển chứ ông đâu có chuyển được kinh. Cho nên sau khi nghe lời hòa thượng giáo hoa, nghe ngày Lục Tổ Huệ Năng giáo huấn cho mấy câu thì ngộ ngộ đạo và gì xin đi, nhưng mà tổ bảo là thôi ở lại đây một đêm, sáng mai đi. Theo này thì thầy cũng ở lại một đêm, hôm sau mới đi. Và sau này cái giai thoại đó được ghi ở trong 500 cái câu thiền án của ngài Tuyết Động, của ngài Tuyết Động, 500 công án thiền của ngài Tuyết Động. Đó, cho đến ở đây ấy, chúng ta thấy là cái vị kia đến với tôi thì cả mang cả cái bồ kiến thức, đọc sách vở và tham vấn các hòa thượng, các thầy lớn rồi. Nay đến ông có yêu cầu thì nếu mà trả lời được thì ông mới tin và Phật và ông mới quy Tam Bảo. Thì mình có gì có giải thích cho ông thế nào, ông cũng không có cho là vừa lòng ông, cho nên tốt nhất là thôi. Mình dùng cái biện pháp này, biện pháp như vậy ông không hiểu được. Vì sao mà không hiểu? Vì cái duyên nó chưa đến. Cái thứ nhất là đạo đức của mình cũng chưa lớn, đủ lớn để giáo hóa người ta bằng cách đó được. Cái thứ hai, duyên người ta cũng chưa đủ. Không phải ai cũng ngộ đạo được như kiểu đấy đâu. Đó. Cho nên ở đây chúng ta thấy là hàng phàm phu tăng xuất hiện ở thế gian bây giờ độ sinh rất khó. Vì vậy mà phải nương vào gì? Nương vào cái thần lực, sự gia trì của chư Phật và Bồ Tát, đặc biệt là Bồ Tát Quan Âm và Bồ Tát Địa Tạng. Hai vị đại Bồ Tát này có nhân duyên rất lớn với chúng sinh ở cõi Nam Thiệm Bộ Châu này, cõi Sa Bà chúng ta này. Rồi tiếp theo, trong kinh Đức Phật lại nói là lại nữa vô tận ý, nếu có thiện nam tử hay thiện nữ nhân muốn cầu sinh con trai hay cầu sinh con gái, nên dốc lòng quy y và cúng dường Bồ Tát thì thiện nam tử kia hoặc thiện nữ nhân ấy liền sinh được con trai hoặc liền sinh con gái.
con trai thời Phúc Đức trí tuệ, đa văn và mạnh khỏe, con gái thời Tướng Mạo đoan trang, nết na và thủy mị. Tất cả đều là vì trước kia chồng cội đức, bởi vì thế cho nên những đứa con sinh ra thảy đều được mọi người nơi nơi đều kính mến. Này ông Vô Tận Ý, Bồ Tát Quán Thế Âm là bậc có sức thần rộng lớn chẳng nghĩ bàn. Ở đây chúng ta thấy là Đức Phật giới thiệu với Bồ Tát Vô Tận Ý và chúng sinh ở đời mai sau là nếu có thiện nam tín nữ nào mà muốn gì, muốn cầu sinh con trai và cầu sinh con gái, tức là gì, người gì, đôi vợ chồng cưới nhau lâu ngày mà không có con á, lâu năm mà không có con á, thuốc thang mãi cũng không chữa trị được á, thì trì niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát thì sẽ sinh liền sinh được con trai hoặc sinh con gái. Con trai thì phúc đức trí tuệ đa văn và mạnh khỏe. Con trai thì có phúc đức này, có trí tuệ này, có đa văn mà và có sức khỏe này. Còn nếu sinh con gái thì thời Tướng Mạo là đoan trang. Chúng ta thấy con trai thì phải gì? Phải là người có phúc đức trí tuệ đa văn và khỏe mạnh. Con gái thì chúng ta thấy phải có tướng mạo đoan trang, tức là phải xinh đẹp. Nết na thì phải thùy mị. Đấy. Chứ chúng ta thấy bây giờ con trai nhiều người, con gái nhiều người mà cứ như con trai ấy, chả ai dám lấy đâu. Mà gọi là người ta gọi là con trai, con gái mà không ra con gái thì rất khó để có thể lấy chồng. Đấy, người con trai nào tìm đến tìm hiểu một thời gian nó chạy mất dép, nó sợ. Cho nên đấy, con gái thì phải có tướng, đầu tiên là con gái là phải có tướng mạo đó. Tướng mạo phải dễ nhìn, hay nói nôm na là phải xinh đẹp, dễ coi, thì đó mới gọi là con gái. Thứ hai, đằng sau cái tướng mạo là gì? Là phải nết na, thủy mị, nết na phải thủy mị. Đấy, con gái nó phải như vậy. Ở đây, vì sao lại gì? Người thiện nam tín nữ, không có con trai con gái, cầu sinh được con trai con gái. Khi mà niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, hoặc là chúng tôi bây giờ đang hướng dẫn cho chúng ta thì những người mà lâu ngày cưới nhau lâu ngày không sinh được con thì tụng kinh Địa Tạng, rồi theo Pháp Hội Quan Âm, hoặc là tụng kinh Địa Tạng xong thì lên trên chùa Tản Viên xin nước, xin nước xong rồi đem lên thì ở nước giếng đó là giếng gì, giếng trên giếng đó thì có Đức Quan Âm với Kim Đồng Ngọc Nữ ở trên đó, cưỡi trên con rồng ở trên đó, ở cái giếng đó, cái giếng Long Tỉnh Tuyền của chùa Tản Viên. Cái giai thoại của giếng tôi kể mấy lần rồi đấy. Đó. Và lên cái giếng Quan Âm đó để Long Tỉnh Tuyền đó để xin nước, xin nước xong thì chưa về luôn là phải đem lên gì, đem lên điện Chuẩn Đề, nơi thờ Bồ Tát Quan Âm đó, và đặt cái nước lên thì lên cái ban Bồ Tát Quán Thế Âm bế đứa trẻ con đó mà xin gì, mà cầu xin. Xin xong về thì vợ chồng gì uống với nhau. Nhiều người thành tựu lắm. Nhiều người thành tựu. Nguyên hôm Tết vừa rồi là có hai trường hợp. Một trường hợp là đến nói với tôi là sinh được 3-4 có con gái rồi, lại sinh được thêm cậu con trai nữa là 5. Một trường hợp sinh 5 cô con gái, sinh thêm một cậu con trai gì là 6. Và một trường hợp gì, cưới nhau mấy năm không sinh, không có thai, và hôm rồi thì bà mẹ chồng lên báo tin này là con dâu đã có gì, có thai mấy tháng và đi khám, họ bảo là có con trai. Đấy là mừng rồi, đấy là hai trường hợp sinh con rồi. Một trường hợp là sinh 4 cô con gái, mong cầu thì sinh thêm một cậu con trai là 5. Một trường hợp là sinh 5 cô con gái, nhưng xong rồi lại gia đình lại bên nhà chồng với chồng lại mong sinh được một cậu con trai nữa, thì lại sinh thêm một cậu con trai là 6. Đấy, có hai trường hợp này, 5 và 6 đứa con vừa qua đều lên chùa, gia đình đều lên cầu nguyện và sinh được con trai. Thế đây thì chúng ta thấy nhất tâm thì đều có thể gì? Nếu nhất tâm thì đều có thể được. Rồi rất rất nhiều những trường hợp khoảng 3 năm nay, gần 3 năm nay, mọi người nhất tâm tụng kinh Địa Tạng,
và theo Pháp hội Quan Âm thì mới hơn năm nay thôi, để cầu sinh con cái thì rất nhiều người được thành tựu đến Pháp hội này, Pháp hội Quan Âm đầu năm này. À, có thể tôi sẽ tổng kết lại xem những người mà làm lễ cầu tự, tức là cầu sinh con, trong mấy pháp hội, bốn pháp hội Quan Âm trong một hơn một năm qua, bốn năm pháp hội Quan Âm hơn năm qua, xem được bao nhiêu cặp vợ chồng làm lễ cầu tự mà có tin vui rồi. Có những người là gần 50 tuổi vẫn còn sinh con. Vừa qua có người gần 50 tuổi vẫn sinh con. Hai mươi mấy năm không sinh được con, tụng kinh Địa Tạng lên xin nước ở giếng Quan Âm, cầu Bồ Tát Quan Âm gia trì cho về sinh con, không phải dùng được cái biện pháp là y học hỗ trợ nữa, mà tự sinh con. Đấy, chúng ta thấy lời Đức Phật nói ở trong kinh, nếu chúng ta nhất tâm tín kính y giáo phụng hành, quả thật là không gì, không có sai đâu. Rồi Đức Phật lại nói nữa, lại nữa vô tận ý, nếu có chúng sinh nào cung kính lễ bái, lại trì niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, thì phúc đức của người ấy được nhiều chẳng nghĩ bàn. Bởi vì thế cho nên hết thảy các chúng sinh đều phải nên thụ trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Ở đây, Đức Phật nói rằng là nếu có người nào lễ bái và trì niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, thì người đó được phúc đức nhiều chẳng thể nghĩ bàn được. Được rất nhiều phúc đức, tiêu vô lượng tội chướng và sinh ra rất nhiều phúc đức. Cho nên Đức Phật khuyên chúng ta gì? Khuyên chúng ta là tất cả đều nên gì? Đều nên thụ trì danh hiệu của Quán Thế Âm Bồ Tát. Rồi trong kinh Đức Phật lại nói nữa, này ông vô tận ý, nếu có người thụ trì danh hiệu 62 ức hằng hà sa số danh hiệu các Bồ Tát, lại chọn đời cúng dường các thức ăn đồ uống, áo mặc cùng giường nằm, thuốc thang các vận dụng, ý ông nghĩ thế nào công đức của người đó có được lợi ích lớn và phúc đức nhiều chăng? Ở đây là Đức Phật vừa bảo là vừa hỏi, vừa bảo là gì? Bảo là này ông vô tận ý, nếu có người thụ trì danh hiệu 62 ức hằng hà sa số danh hiệu các Bồ Tát, lại chọn đời cúng dường thức ăn và đồ uống cho giường nằm, thuốc thang, vật dụng vân vân cho các vị Bồ Tát ấy. Đấy là gì? Câu Đức Phật gì? Gọi là bảo. Bảo Bồ Tát vô tận ý, bảo chúng sinh chúng ta đời mai sau là như vậy đấy. Rồi cái câu gì? Đức hỏi về công đức. Đức Phật hỏi là công đức của người đó có được lợi ích lớn và phúc đức nhiều chăng? Hỏi vô tận ý Bồ Tát như vậy. Vừa bảo và vừa hỏi, tức là vừa vấn vừa đáp và vừa vấn, vừa bảo và vừa hỏi đó. Ở đây chúng ta thấy là Đức Phật đưa ra là nếu có người thiện nam thiện nữ nào mà thụ trì danh hiệu 62 ức hằng hà sa Bồ Tát. Hằng hà sa ở đây, hằng hà sa tức là chỉ cho các sông Hằng. Người trì niệm 62 ức danh hiệu các vị Bồ Tát, lại tròn đời cung kính cúng dường thức ăn đồ uống áo mặc giường nằm vân vân cho 62 ức hằng hà sa Bồ Tát, tức là gì? Một hằng hà sa, tức là chỉ cho tất cả cát của con sông Hằng ở Ấn Độ, đấy là một hằng hà sa. Rồi đến hai hằng hà sa, ba hằng hà sa, 10 hằng hà sa, 100 hằng hà sa, 1000 hằng hà sa, vạn hằng hà sa. À, Đức ở đây là 62 ức cơ. 62 ức hằng hà sa thì nhiều rằng, cát sông Hằng nhiều không các quý vị? Nhiều lắm, nhiều vô lượng, vô biên. Và Đức Phật hỏi rằng những người làm những cái việc đó, công đức có nhiều chăng? Rồi Bồ Tát vô tận ý đáp như thế này. Bồ Tát vô tận ý liền ngay trong khi ấy bạch với Đức Phật rằng, kính bạch Đức Thế Tôn, công đức của người đó được rất nhiều lợi ích, thật chẳng thể nghĩ bàn. Đó. Vô tận ý Bồ Tát ngay lúc bấy giờ trả lời Đức Phật rằng, cái người mà trì niệm danh hiệu 62 ức hằng hà sa, Bồ Tát lại chọn đời cung kính cúng dường
thức ăn đồ uống giường nằm áo mặc thuốc thang vân vân đó, công đức vô lượng vô biên, không thể tính hết đếm hết được. Nhưng Đức Phật bảo là, chúng ta thấy trong văn kinh Đức Phật bảo thế này này, Đức Phật liền bảo rằng nếu lại có thiện nam hay thiện nữ nhân nào chuyên chỉ niệm danh hiệu Quán Thế Bồ Tát, nhẫn đến chỉ lý bái trong khoảng thời gian ngắn, hoặc chỉ vừa cung kính khởi tâm thiện cúng dường, thì phúc đức thiện nam và thiện nữ nhân ấy bằng nhau không có khác, chẳng thể lường tính hết, dù trăm nghìn, dù trải trăm nghìn kiếp cũng không thể cùng tận. Đó, chúng ta thấy ở đây Đức Phật nói là gì? Đem công đức so sánh cái công đức của người gì? Chỉ niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, nhân đấy là gì? Chỉ vừa lễ bái thôi, hoặc là gì? Vừa lễ bái trong một khoảng thời gian rất ngắn thôi, hoặc chỉ vừa cung kính hoặc khởi tâm thiện để cúng dường ngài thôi, tức là vừa khởi tâm thiện cúng dường ngài thôi đấy. Công đức gì? Đem so với người cung kính cúng dường thọ trì danh hiệu của 62 ức hàng xa hà xa vị Bồ Tát kia, lại chọn đời cung kính cúng dường 62 ức hàng hà xa vị Bồ Tát kia, so với vị vừa khởi tâm thiện cúng dường, vừa mới gì chỉ lấy bái được một chút ít thôi đối với Quán Thế Âm Bồ Tát thôi, đem công đức của hai người đó so sánh thì gì? Hai người đấy bằng nhau không có, không có khác. Cho nên cái việc gặp được Phật Pháp đó là khó, gặp được Phật Pháp Đại Thừa mà tin được lại càng khó hơn. Gặp Phật Pháp Đại Thừa mà gặp được danh hiệu Quán Thế Âm, gặp được tranh ảnh tôn tượng Bồ Tát Quán Thế Âm, gặp được duyên mà chúng ta được cung kính cúng dường tạo tượng Bồ Tát Quán Thế Âm nữa, thì công đức lại vô lượng nữa. Cho nên công đức mà tạc tượng hoặc là in kinh phổ môn này đem phát cho người khác, hoặc là tạc tượng Quán Thế Âm Bồ Tát để cho người khác để chiêm bái, để đỉnh lễ, để cung kính cúng dường, công đức thì viên mãn không thể nào nói hết được. Người đó đời đời, trong kinh nói là đời đời không bị đọa trong ba đường ác nữa. Nếu đem cầu, đem cái công đức cúng tượng đó hoặc ấn tống kinh sách phổ môn này mà đem truyền bá cho người khác đọc tụng thọ trì hoặc lễ bái, làm chỗ sở y để tu tâm dưỡng tính, thì đem công đức đó hồi hướng để cầu Phật đạo, người đó còn sớm thành tựu được cái bản nguyện thành Phật của mình. Huống chi là cầu gì? Cầu phúc báo nhân thiên nữa. Huống chi là cầu đời đời được sinh vào nhà dòng tộc tôn quý. Huống chi là gì? Cầu cho thân thể được khỏe mạnh trường thọ, được giàu sang phú quý vinh hoa. Cho nên nay chúng ta thấy những người mà ở sống ở thế gian này mà họ có phúc báo, có thọ mạng, được vinh hoa phú quý, toàn là những người gì đã trồng cội phúc cội đức từ nhiều đời nhiều kiếp rồi đấy. Không trồng phúc đức với Đức Quán Âm thì cũng trồng phúc đức với các vị Phật Bồ Tát trong quá khứ, không trồng phúc đức với các vị Phật Bồ Tát trong quá khứ thì cũng phải trồng phúc đức với các vị gì? Các vị chư thiên, các vị thiện thần ở khắp gì, khắp mười phương thế giới trong kiếp quá khứ vậy. Nay mới được cái phúc báo làm quốc chủ, làm lãnh đạo tối cao một quốc gia, làm những thương gia buôn bán thành đạt, làm những người làm ăn gì gặp nhiều may mắn, sự nghiệp thăng tiến trong cuộc sống vân vân vậy. Tất cả đều là do gì? Trồng thiện căn phúc đức nhân duyên với các bậc gì hiền thánh, thần Phật ở nhiều đời nhiều kiếp mà có vậy, chứ không phải ngẫu nhiên mà có đâu các quý vị. Rồi tiếp nữa Đức Phật lại nói thế này: ông vô tận ý, người vừa mới thụ trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát mà đã được vô lượng vô biên phúc đức lớn, các lợi ích như thế thật chẳng thể nghĩ bàn. Đó. Rồi chốt lại cái bài giảng ngày hôm nay thì chúng ta học đến cái đoạn văn kinh này thôi. Chúng ta thấy Đức Phật bảo vô tận ý rằng người vừa mới trì niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát mà đã được công đức vô lượng vô biên phúc đức lợi ích như thế thật chẳng thể nghĩ bàn. Vì sao? Vì vừa mới trì niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát hoặc có đủ duyên lành mà
cũng giảng Ấn Tống Kinh này, hoặc là gì cũng giảng tôn tượng của Bồ Tát Quán Thế Âm, thì phúc đức chúng ta thì quả thật là không thể lường tính hết được. Đem so sánh với người vừa mới thụ trì danh hiệu của Ngài, hoặc vừa mới khởi tâm cung kính gì cũng giảng Bồ Tát Quán Thế Âm, mà so sánh công đức đã bằng gì ạ? Bằng người thọ trì danh hiệu cũng như trọn đời cũng giảng 62 ức hằng hà sa Bồ Tát rồi cơ mà. Nay huống chi chúng ta lại nhất tâm Ấn Tống Kinh sách Phổ Môn này, hoặc là Quán Âm Tam Thầy Niệm này, để cho mọi người gì thọ trì đọc tụng, cho đại chúng được gì được gieo duyên, được đọc tụng, được tu tập, được thọ trì, hoặc đặc biệt là gì phát tâm gì cũng giảng tạo tôn tượng của Bồ Tát Quán Thế Âm, để lại cho hàng nghìn năm sau, hàng nghìn đời sau gì được biết, được chiêm ngưỡng tôn nhan của Bồ Tát và cung kính đỉnh lễ thì công đức. Quan Thế Âm Bồ Tát.
Quán Thế Âm Bồ Tát.
Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô 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 Quan Thế Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm 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 Bồ Tát.
Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô 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 Quán Thế
Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô 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 Quán Thế Âm Bồ Tát. Quán
Quán Thế Âm Bồ Tát. Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát.
Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô 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 Quán Thế Âm Bồ Tát.
Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô 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 Quán Thế Âm Bồ Tát.
Quán Thế Âm Bồ Tát. Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô 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 Quán Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô 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 Quán Thế Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm 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 Bồ Tát. Nam mô Quán Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô 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 Quán Thế Quán Thế Âm Bồ Tát.
Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô 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 Quán Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô 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 Quán Thế Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô 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 Quán Thế Âm Bồ Tát. Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô 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 Quán Thế
quan thể âm Bồ Tát. Nam mô quan thể âm Bồ Tát. Nam mô quan thể âm Bồ Tát. Nguyện sinh Tây Phương Tịnh Độ chúng cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu hoa khai kiến Phật ngộ vô sinh bất thoái Bồ Tát vi bản lương. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Từ quy Phật đương nguyện chúng sinh thể giải đại đạo Pháp vô thượng tâm. Từ quy Pháp đương nguyện chúng sinh thâm nhập kinh tạng chi tuệ như tự quy tăng đương nguyện chúng sinh thống ly đại chúng nhất thiết vô ngại. Hòa Nam thánh chúng nguyện di thử công đức phá cập ư nhất thiết ngã đẳng giữ chúng sinh giai cộng thành Phật đạo. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam 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 mô Quán Thế Âm Bồ Tát.
Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn trọng ân, giới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sinh về Cực Lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.